Và từ cái cách phân bổ thì mình sẽ mới hiểu rõ là cái lợi nhuận và cái rủi ro. Một cái tài sản rất là rủi ro, ví dụ như là tôi đầu tư vào nhà đất chẳng hạn. RE là 19,8, cái trên cùng là Hòa Phát là khoảng hơn 20%. Quỹ VN Đáp của anh Hoàng Cao thì trong vòng, đây là kết quả trong vòng 5 năm thì cũng mang lại được cái lợi nhuận là 12%. Khi mà quý nhà đầu tư Có một cái lưu ý là cái này là 5 năm, còn cái kia là 10 năm. 10 năm là nó ở cái giai đoạn mà kiểu khi mà giá cổ phiếu ta. Các panelist của chúng ta hôm nay thì có sự góp mặt của chị Trần Thị Khánh Hiền đến từ phòng research của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Thứ hai là có anh Cao Minh Hoàng đến từ phòng IPAM. Thứ ba là có anh Hoàng Anh Tuấn đến từ phòng DeWell của VN Direct. Và thứ tư là có anh Phạm Việt Duy đến từ phòng DeWell của VN Direct. Và moderator ngày hôm nay là tôi, Lương Duyên. Với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ đi vào ba bức tranh chính. Bức tranh đầu tiên đó là cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thứ hai đó là về chủ đề chính là đầu tư tích sản, kiên định cho tự do tài chính. Và thứ ba đó là định hướng cho nhà đầu tư. Và cuối cùng đó là phần Q&A giao lưu giữa quý nhà đầu tư với các chuyên gia của chúng ta. Thì quý nhà đầu tư có thể để lại comment, các câu hỏi, có thể hỏi, trao đổi với các chuyên gia ở dưới livestream của chúng tôi. Trước tiên thì tôi xin phép được cập nhật những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thì về tình hình Covid-19 thì cập nhật đến ngày 2 tháng 11 năm 2020 thì diễn biến khá phức tạp. Số ca nhiễm lên tới là hơn 46,8 triệu người nhiễm và hơn 1,2 triệu người chết vì Covid-19. Ở châu Âu thì số ca nhiễm mới trong 24 giờ được xác nhận ở châu Âu đã vượt qua số ca nhiễm mới theo ngày tại Mỹ trong tháng 10. Số ca tử vong hàng ngày ở châu Âu tăng gần 40% trong tuần này so với tuần trước. Ở Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan và Nga có số ca tử vong cao nhất. Pháp và Đức thì tuyên bố lệnh phong tỏa kéo dài 4 tuần và Nga ban lệnh đeo khẩu trang toàn quốc. Ở Việt Nam thì 61 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới. Về các thông tin kinh tế thế giới thì tại Mỹ thì GDP quý 3 tăng kỷ lục 33% khi nền kinh tế mở cửa trở lại, vượt mức dự kiến 32%, quý 2 giảm 31,4%. Trong quý 3 thì nền kinh tế Mỹ đã mang trở lại 4 triệu việc làm và doanh số bán lẻ trong tháng 9 tăng 1,9%. Chỉ số niềm tin trong giới điều hành doanh nghiệp trong tháng 9 đã tăng lên 64 điểm và từ 45 điểm trong tháng 8. 70% các giám đốc điều hành cho rằng điều kiện kinh tế hiện tại đã tốt hơn thời điểm 6 tháng trước so với mức là 8% vào giai đoạn đầu của quý. Tiếp theo đó là ở châu Âu thì PMI của khu vực Eurozone tháng 10 giảm xuống mức 49,4 điểm, đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp và đây cũng là mức thấp nhất trong 4 tháng vừa qua. PMI tháng 9 là 50,4 điểm và đây là lần đầu tiên mà PMI của khu vực này rơi xuống ngưỡng suy giảm kể từ tháng 6 năm 2020. Về một số thông tin nổi bật trên thị trường Việt Nam thì có chỉ số CPI tháng 10 năm 2020 có cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước. Đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua. Nguyên nhân chúng tôi đánh giá đó là do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường cộng với ảnh hưởng của bão lũ miền Trung. Trong tuần vừa qua thì các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu thì chứng kiến những phiên giảm rất mạnh kể từ tháng 6 năm 2020. Và môi trường lãi suất thấp đang đe dọa đến kế hoạch hưu trí của nhà đầu tư. 16 trên 44 nước được nghiên cứu là lãi suất điều chỉnh giảm. Điều chỉnh lạm phát trung bình 5 năm tiến về mức âm. Và lãi suất thấp gần mức không dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận phù hợp từ các khoản đầu tư an toàn như trái phiếu chính phủ. Suy thoái nền kinh tế tác động trầm trọng đến với kế hoạch hưu trí do 3 nguyên nhân. Thứ nhất đó là thu nhập giảm dẫn đến mức đóng hưu trí cũng giảm. Thứ hai đó là lợi tức đầu tư thấp. Và thứ ba là nợ chính phủ cao do các nước bơm tiền kích thích dẫn đến suy giảm cho chương trình y tế. Và chính vì vậy mà việc mà các quỹ hưu trí đầu tư và riêng trái phiếu chính phủ như ở Việt Nam thì sẽ gặp những khó khăn trong tương lai. Chính vì vậy mà các sản phẩm tích sản hưu trí nên phân bổ vào các loại tài sản sinh lời cao để giải quyết được cái vấn đề này.
về tài sản, về giá vàng thì giá vàng thế giới có đà giảm giá nhất từ năm 2019. Sau khi lập đỉnh vào tháng 7 thì giá vàng giảm liên tiếp trong 3 tháng vừa qua. Thì về lãi suất tiết kiệm thì cũng đang duy trì ở mức khá là thấp. Và lượng tiền gửi vào ngân hàng của người dân thì đang giảm. Tính đến tháng 8 thì mức tăng của tiền gửi ngân hàng thấp kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại. Và cuối tháng 8 thì lượng tiền gửi của người dân thêm vào hệ thống ngân hàng này, ngân hàng nay đã giảm 30%. Và mức tăng thấp của lượng tiền gửi dân cư vào ngân hàng có thể được lý giải do hai nguyên nhân. Đó là do lãi suất tiết kiệm ngày một thấp đi và thu nhập của nhiều người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Và một survey của kênh VN Express thì có làm một cuộc khảo sát, đó là nên đầu tư vào đâu khi mà lãi suất tiết kiệm giảm. Thì chúng ta có thể thấy là người dân đang dồn cái khoản tiền tiết kiệm của mình sang các kênh tài sản đầu tư khác như bất động sản và chứng khoán. Đó là những cái thông tin cập nhật chính trong tuần vừa qua. Thì không biết là các panelist có thêm những thông tin gì không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào luôn trong cái chủ đề chính ngày hôm nay. Hỏi Hoàng qua một chút về tình hình xu hướng lãi suất như thế thì Hoàng ý đấy nào? Về cái xu hướng lãi suất thì bây giờ mình có thể nhìn thấy là các nước trên thế giới đã kéo xuống là mức là lãi suất thực là âm. Thì cụ thể là Việt Nam thì cái mức lãi suất đang được kéo xuống ở cái mức ngắn hạn là đều là dưới 4%, trong khi là lạm phát kỳ vọng là sẽ duy trì từ 4-5%. Chính vì vậy mà như cái khảo sát mà chúng ta vừa mới nhìn thấy đấy, là người dân sẽ tìm cách để chuyển những cái phần tài sản tích lũy trong tương lai có được sang cái kênh đầu tư đa dạng hơn, không phải là tiền gửi ngân hàng duy nhất nữa. Thì chứng khoán chúng ta là một trong những kênh được lợi tương đối nhiều. Nhưng mà cái xu hướng giảm lãi suất này liệu có phải là một cái xu hướng kiểu như là trong dịch Covid này không, hay là nó sẽ là một xu hướng kéo dài khi một thập kỷ tới thì anh Hoàng có Thực ra nhìn quá xa thì nó cũng cần thêm nhiều những cái thông tin kinh tế, đặc biệt là kinh tế vĩ mô về lạm phát. Tuy nhiên thì ở trong bối cảnh hiện tại chúng ta có thể thấy là xu hướng giảm lãi suất là xu hướng của toàn cầu. Nhưng mà nó sẽ kéo dài bao lâu và ở cái vùng thấp như thế này hay thấp hơn được nữa nhiều không, thì ở cái vùng thấp như thế này thì tôi nghĩ là hoàn toàn là khả thi. Bởi vì là cái lạm phát đang chưa có thể có dấu hiệu là sẽ tăng lại khi mà các nền kinh tế vẫn đang chưa thể mở cửa một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên để giảm sâu hơn thì có lẽ là ví dụ như châu Âu là không thể giảm thêm được, hoặc là như Mỹ là cũng tiệm cận mốc không, thì cũng nếu giảm thêm thì là thu thêm phí của người gửi tiền thì cũng rất là khó. Nhật thì cũng không. Như vậy thì trong xu hướng này thì ở Việt Nam chúng ta theo tôi đánh giá là cũng ở cái vùng cũng ổn định, ở vùng thấp rồi. Câu hỏi nữa về giá vàng ấy, thì cái giá vàng của mình như cái slide vừa nãy Duyên có chia sẻ là cái giá vàng mình đang có cái đà giảm dài nhất từ 2019 ấy. Trong việc thông thường nhé, thì cứ khi mà giá vàng tăng lên ấy, tức là cái sự sợ hãi của người ta tăng đúng không, là thể hiện rằng là dường như sau đó sẽ có một cú crash nào đó đúng không? Thì khi mà giá vàng giảm này thì anh có đánh giá gì về cái vấn đề này không? Thực ra giá vàng thì nó gắn với diễn biến của động thái tích trữ của một số ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Ví dụ như là Mỹ đang là ngân hàng trung ương lớn nhất, ECB của châu Âu, hay là Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Thì trong giai đoạn vừa qua thì chúng tôi cũng có tìm hiểu là cái động thái mua vào của một số ngân hàng trung ương đó thì cũng đẩy cái giá vàng nó tăng khá đột biến trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì thế giới vẫn còn vàng. Thì hàng năm, từ mỗi một ngày thì chúng ta đều đào được thêm vàng. Và đấy là cái nguồn cung sẽ bổ sung. Khi mà cái giá vàng nó vượt quá cái nhu cầu có thể chấp nhận được của người tiêu dùng, ví dụ loài người có cái nhu cầu sử dụng vàng trang sức đều đặn hàng năm. Thế thì khi mà nó trở nên quá đắt so với thu nhập
thì rõ ràng là lượng tiêu thụ vàng sẽ giảm xuống, thì dẫn đến là giá vàng nó sẽ cần phải ổn định ở cái mức theo tôi là thấp hơn mức này. Chị Hiền thấy cái có đánh giá gì với xu hướng lãi suất tiết kiệm bị giảm rất là mạnh không? Tức là ngày xưa giờ mình Việt Nam mình quen ấy là xu hướng lãi suất giảm thì nó sẽ bật tăng. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ lại, tức là cái hình cái môi trường mà lãi suất thấp có khả năng nó sẽ kéo dài. Thứ nhất là nó đến từ, nếu mà muốn nói về cái xu hướng về lãi suất thì phải đến nhìn vào cung và cầu. Cung thì hiện tại mình nhìn về thanh khoản khá là lớn, thanh khoản trên hệ thống mà còn khá là dư thừa, khi mà thứ nhất là Việt Nam mình vẫn đang bơm tiền đồng ra để mà mua lại ngoại tệ. Thứ hai nữa là nhìn về cái hệ thống, cái thanh khoản trên hệ thống vẫn còn khá là tốt, tức là rất là khác với mọi năm. Khi thời điểm này, mọi năm rồi vào thời điểm này thì thanh khoản hệ thống lúc nào nó cũng bị cái tình trạng là căng thẳng do cái nhu cầu sử dụng tiền mặt, nhưng mà cái thời điểm này nhìn lại thì thanh khoản hệ thống cực kỳ khác với mọi năm luôn. Thì nhìn về phía cầu ấy thì mình vẫn nhìn thấy, thứ nhất là cái cầu tín dụng nó vẫn còn rất là yếu. Là 8-9 tháng đầu năm thì tín dụng đâu đấy mới chỉ có 6,1%, rất là nhiều so với lại những năm trước. Thứ hai nữa là cái nhu cầu, có một giai đoạn là các ngân hàng và họ phải tăng cường việc huy động vốn dài hạn để mà đáp ứng một số cái tiêu chí của ngân hàng nhà nước đưa ra về vốn ngắn hạn cho vay và chung và dài hạn. Thì đến thời điểm này thì có thể nói là cái nhu cầu đấy nó không còn nữa. Như vậy nhìn cung và cầu nó đều rất là đang ở trong cái trạng thái và là rất là thoải mái. Do đó là nếu mà như anh Hoàng nói, nếu mà nhìn kiểu 10 năm thì rất là khó, nhưng mà nếu mà nhìn ít nhất là 1 năm thì mình vẫn nghĩ là cái lãi suất nó phải duy trì trong cái môi trường thấp như thế này. Khi mà Việt Nam mình vẫn đang, quan điểm của em, quan điểm của tôi ấy, là khi mà cái lãi suất mình vẫn đang ở trong cái, tức là cái nền kinh tế mình vẫn nền tăng trưởng ấy, thì dường như là các nguồn vốn quốc tế sẽ tiếp tục gia nhập vào đây ấy. Khi mà cái lượng tiền lớn vào ấy, tự nhiên là dường như cái lãi suất nói chung ấy cũng sẽ giảm đi, đúng không? Thì đó thì dường như là cái câu chuyện rằng là dòng tiền nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam, thì anh chị có đánh giá thì không? Đây mình đang nói về cái dòng tiền là FDI và FII. Vâng, đúng rồi, cả hai dòng tiền đi. Thì cái có một điểm là 9 tháng đầu năm ấy thì mặc dù là cái FDI mà đăng ký ấy thì nó sụt giảm khá là mạnh, đâu đấy là gần 20% mà. Nhưng mà cái lượng mà FDI mà giải ngân ấy thì hầu như là nó như là phẳng, chỉ là khoảng giảm như không phải mấy phần trăm, như là cái lượng như Hòa nói là cái lượng tiền nó đổ vào Việt Nam thì nó vẫn rất là vẫn rất là dồi dào. Còn về FII ấy thì nó sẽ thông qua thị trường chứng khoán, thì mặc dù là từ đầu năm đến nay là nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trên thị trường nhưng mà không có dấu hiệu là rút ra, tức là không có dấu hiệu là capital fly out, mà tức là đâu đó họ chỉ loanh quanh, họ chờ thời, họ là họ đảo danh mục thôi, chứ còn cái rủi ro mà cái dòng vốn rút ra là không có. Thì từ hai cái điểm đấy mình có thể firm được là từ cái view từ năm sang năm 2021, khi tình hình mọi thứ nó trong trên đà là phục hồi, thì cái dòng vốn cả trực tiếp lẫn gián tiếp nó đều phục hồi, nên là bằng mức trước Covid nữa. Thì cùng với cái việc là có những Việt Nam tiếp tục ký những cái hiệp định FTA và cái việc là cái sản xuất từ Trung Quốc chảy sang Việt Nam, thì mình nghĩ là FDI, cái dòng vốn ngoại tệ nói chung nó sẽ duy trì được cái đà tăng trưởng rất là tốt. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn các panelist đã chia sẻ về cái việc mà lãi suất tiết kiệm giảm và triển vọng trong vòng khoảng thời gian ngắn và trong vòng 10 năm thì sao. Vậy thì chính vì cái tỷ lệ lãi suất tiết kiệm đang có xu hướng giảm và nhà đầu tư thì đang chuyển cái tiền của mình sang các kênh tài sản đầu tư khác, chính vì vậy mà chúng tôi đưa ra một cái tháp tài sản để cho nhà đầu tư có thể xác định được những cái kênh tài sản đầu tư để phù hợp nhất và mang lại cái lợi suất cao nhất. Thì chúng ta đi vào cái chủ đề ngày hôm nay, đó là đầu tư tích sản kiên định cho tự do tài chính. Thì trong tháp tài sản của chúng tôi thì tôi xin nhắc lại một chút, đó là có 3 tầng.
Tầng thứ nhất đó là tầng tài sản phòng vệ. Chúng tôi có trao đổi và chia sẻ ở những cái chương trình trước. Tầng thứ hai đó là tầng tích sản đầu tư, tài sản đầu tư tích sản. Và tầng thứ ba đó là tầng tài sản đầu tư cơ hội. Vậy thì chúng ta hãy nhìn một chút về hiện trạng các sai lầm thường thấy trong việc xây dựng và phân bổ các loại tài sản của nhà đầu tư. Có những câu chuyện, tôi có lấy ví dụ ở đây, ví dụ như là anh thanh niên độ tuổi khoảng 25 tuổi thì giữ hoàn toàn 100% tiền mặt vào ngân hàng, gửi tiết kiệm ngân hàng. Thứ hai đó là nhà đầu tư thì đang dành cái tiền của mình để mua những loại tài sản tiêu sản như ô tô trả góp với mục đích là khoe khoang, thay vì là họ tích sản mục tiêu để có đủ tiền mua ô tô. Câu chuyện thứ ba đó là họ để 100% tiền vào cổ phiếu đến khi mà họ cần tiền để sử dụng cho một mục đích gì đó, ví dụ như là đóng tiền học cho con, thì phải bán cái cổ phiếu đó đi để lấy tiền sử dụng cho mục đích đó. Nhưng trong lúc đó thì thị trường đang downtrend. Và câu chuyện thứ tư đó là bán nhà để cho con đi du học nhưng không có tiền để dành cho tuổi già và hy vọng là sau này con sẽ thành công để nuôi mình. Câu chuyện thứ năm đó là mua trái phiếu của một công ty bất động sản do người quen giới thiệu với lợi suất 18% trên một năm. Và câu chuyện cuối cùng là rút hết tiền tiết kiệm để đầu tư vào Bitcoin. Thì từ những câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy được những lỗi sai của nhà đầu tư hiện tại. Đó là nhà đầu tư chưa hiểu rõ về cách phân bổ. Đó là nhà đầu tư phân bổ 100% tiền tiết kiệm vào cái tài khoản tiết kiệm. Thứ hai là bán nhà đi để cho con đi du học. Và thứ ba đó là 100% tiền vào đầu tư cổ phiếu. Cái lỗi thứ hai của nhà đầu tư đó là không hiểu rõ cái mục đích tích sản, mục đích đầu tư của mình là gì. Với câu chuyện đó là để họ kiến tạo cái thu nhập thụ động và họ đi vay tiền để mua ô tô và 100% tiền vào tiết kiệm và không biết là gửi vào đấy để thực hiện cái mục tiêu gì trong cái quá trình gây dựng tài sản của mình. Và cái lỗi thứ ba mà nhà đầu tư mắc phải đó là không hiểu rõ về lợi nhuận và rủi ro và đã phân bổ cái tiền của mình vào những kênh tài sản như đầu tư vào Bitcoin hay là mua trái phiếu với lợi suất là 18% do người quen giới thiệu. Và cũng từ những cái lỗi sai, câu chuyện về lỗi sai và hiện trạng của nhà đầu tư như thế này mà chúng tôi có đưa ra những cái tiêu chí để cho nhà đầu tư có thể có tham khảo khi mà mình phân bổ tiền vào các kênh tài sản nào đó. Dựa vào tháp tài sản của chúng tôi thì có những tiêu chí đó là về cách phân bổ thì nhà đầu tư sẽ xác định là tỷ trọng bao nhiêu phần trăm vào tiền tiết kiệm hay là các loại tài sản đầu tư khác, đầu tư sẽ nắm giữ trong cái thời gian bao lâu. Và thứ hai đó là với mục đích tích sản thì sẽ cái mục đích tích sản thì nó sẽ như thế nào. Và thứ ba đó là xác định cái lãi suất kỳ vọng và khẩu vị rủi ro của từng loại tài sản khi mà ra quyết định đầu tư vào. Như vậy thì với 3 tầng của tháp tài sản như thế này và những tiêu chí như vậy thì các chuyên gia có đánh giá gì về các tiêu chí trên? Và ngoài những tiêu chí trên thì các anh chị có cần lưu ý với quý nhà đầu tư thêm các tiêu chí gì nữa không ạ? Xin mời anh Hoàng Cao ạ. Vâng, qua những câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc ở đây thì tôi nghĩ là cũng mọi người cũng thường xuyên gặp ở xung quanh mình. Thế thì cái điểm chung của những câu chuyện này tôi thấy là đều phân bổ một cách khá là quyết liệt vào một hướng duy nhất. Ví dụ như trường hợp đầu tiên, đấy là 100% tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn, hoặc như là 100% lại là toàn bộ tiền lại để đầu tư vào Bitcoin. Tức là nó quá là thiên lệch vào một kênh đầu tư duy nhất mà thiếu đi một cái nhìn tổng quan. Tôi nghĩ là cái nhìn tổng quan về các kênh đầu tư tài sản thì là một điều rất là quan trọng với từng cá nhân trong cái việc ra quyết định trong tương lai. Chính vì vậy mà mỗi nhà đầu tư đều nên bồi đắp cho mình những kiến thức về tất cả các kênh đầu tư tài sản. Thì chúng ta ở đây là có chia ra làm 3 tầng đúng không? Nhất là bộ rễ, đấy là tài sản phòng vệ. Thứ nhì là tích sản. Và thứ ba là làm những cơ hội ngắn hạn để kiếm lời nhanh, rủi ro cao. Tôi hoàn toàn đồng ý. Quan điểm của chị Hiền thì sao? Về các tiêu chí khi mà phân bổ vào các loại tài sản và 3 tầng của tháp tài sản như thế này? Mình đồng ý với các tiêu chí này nhưng mà đầu tiên mình muốn bác lại cái lỗi sai.
Thì mình nghĩ để mà phân ra cái tiêu chí thì đầu tiên là mình phải hiểu rõ cái mục đích của mình, tức là mục đích của mình tích sản hay đầu tư hay là tiết kiệm hay là phòng vệ, nó dùng để cho mục đích gì, và mỗi người sẽ có một mục đích khác nhau. Cái đó mình nên là kiểu đi từ một cái mục đích, xong rồi mình sẽ define lại ra được cái cách phân bổ, và từ cái cách phân bổ thì mình sẽ mới hiểu rõ về cái lợi nhuận và cái rủi ro. Anh Duy, anh có bổ sung gì không ạ? Với anh thì anh thấy là cái tiêu chí mục đích này là rất là quan trọng ý. Bởi vì do là có rất là nhiều người là người ta đầu tư nhưng mà người ta lại không rõ cái mục đích của mình là bây giờ là mình đầu tư để làm gì, hay là chỉ là muốn thêm tiền thôi. Nhưng mà cái việc thêm tiền thì nó rất là, nếu mà em gửi tiết kiệm thì là em cũng thêm tiền, nhưng mà em đầu tư cổ phiếu thì là em cũng thêm được tiền, hay trái phiếu thì cũng thêm được tiền. Nhưng mà quan trọng là mình phải muốn biết là mình bây giờ mình muốn cái gì trong tương lai. Ví dụ như là nếu mà mình muốn là đầu tư mà kiểu cho con đi học chẳng hạn, mà tiền bây giờ của mình chưa đủ, nhưng mà mình lại cũng không sẵn sàng chấp nhận rủi ro thêm, thì nhiều khi là cái việc là đầu tư tích sản thôi là nó chưa đủ, mà lúc đấy là mình còn phải phấn đấu là để mình là phải tăng thêm cái thu nhập thụ động của mình nữa, rồi sau đấy là mình mới dựa vào cái đầu tư tích sản. Còn nếu mà mình không rõ cái mục đích của mình là gì, xong rồi mình chỉ muốn là đầu tư thêm thôi, thì nhiều khi là ví dụ như là mình cứ kỳ vọng là bây giờ là trong tương lai là tôi là phải có 50, à nghĩa là phải có khoảng 1 tỷ để cho con đi du học chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ tôi mới chỉ có 200 triệu thôi, mà 2 năm nữa là con tôi phải đi rồi. Thì tôi lại đầu tư vào những cái tài sản rất là rủi ro. Ví dụ như là tôi đầu tư vào nhà đất chẳng hạn. Nhưng mà nó lại không hiệu quả, bởi vì do là cái đấy nó lại đến từ cái việc là có thể là em không hiểu rõ cái lợi nhuận và cái rủi ro của cái loại tài sản đấy nữa. Đấy, thì anh mới muốn nói rằng là cái việc là tích sản thì cần phải có một mục tiêu cụ thể. Thì khi, bởi vì do là nếu mà đầu tư vào bất động sản hay là vào những cái có rủi ro cao thì nó thực ra là ở tầng tài sản đầu tư cơ hội, chứ nó không phải là đầu tư tích sản nữa. Cái tích sản này thì nó sẽ liên quan đến việc là em là cần phải có một cái mục tiêu dài hạn và em phải đều đặn gửi tiền vào đấy thì nó mới gọi là tích sản được. Anh Tuấn có bổ sung gì về các tiêu chí trong việc xây dựng ba loại tài sản của tháp tài sản không? Kể câu chuyện vui thôi, là có một cái đồng chí này, tức là câu chuyện này kể một trong một lần đi sai trước rồi, tức là bố mẹ rất là yêu quý con và quyết định tâm là bán đất cho con đi học. Thì bán đất cho con đi học được một khoản tiền. Sau đó thì 10 năm sau cậu con trai đấy cũng thành công đi về. Thì mảnh đất đấy sinh ra được 10 tỷ trong đó. Nếu như mà cậu ấy kiếm tiền được khoảng 2 tỷ về, cậu thấy mình thành công lắm rồi. Nhưng mà mảnh đất đấy đã tăng giá lên thêm 10 tỷ nữa. Thì để cho thấy rằng là khi mà chúng ta mà quá tập trung vào cái vấn đề, tức là chúng qua khi mà chúng ta cho con đầu tư cho con đi du học chẳng hạn, thì chúng ta không nên rằng là chúng ta nó phải tùy theo sức của mình nữa. Chúng ta không nên để ảnh hưởng rằng là con mình sau này sẽ thành công và nuôi mình. Điều đấy là điều rất là sai lầm. Có nghĩa rằng là mình nên phải xây cho mình cái bộ rễ ở phía dưới này. Ví dụ như chúng ta phải tự lo được cho mình trong trường hợp rủi ro như Covid đợt vừa rồi thế nào, hay chẳng may mà mình bị mất sức khỏe thế nào. Rồi nếu như con mình mà nó không thành đạt thì mình vẫn ok, vẫn có đủ tiền để sống. Thì đấy là cái mấu chốt để xây được cái bộ rễ. Và cái thứ hai nữa là bên ngân hàng này có cái sản phẩm rất là hay, không biết là các anh chị đã dùng chưa. Sản phẩm họ đơn giản lắm, tức là họ có gọi là quỹ cho con hoặc là quỹ giáo dục cho con hàng tháng chẳng hạn. Thế là mình đặt cái rule là cứ mỗi tháng, hoặc là quỹ để đi du lịch chẳng hạn, thì mỗi tháng mình tiết kiệm vào 500.000 hoặc là 1 triệu thì nó tự động trích, tự động lương về, cái là tự chuyển tự động 1 triệu. Sau khoảng 6 tháng 1 năm đấy là có bắt đầu nhìn thấy mình định đi du lịch mà, thì soi tài khoản thì tự nhiên có luôn 6 triệu đi du lịch, cảm thấy rất là happy, mặc dù tiền đấy vẫn là tiền của mình. Thì chính cái việc kỷ luật đấy nó sẽ tạo ra cái sự thành công của mình ấy. Thì cái tầng 2 là cái tầng mà tích sản ấy, là Tuấn thấy mọi người nên đi theo hướng đấy, tức là tiền về cái mình trích luôn một lượng tiền nhất định vào một cái viên đáp của anh Hoàng ấy chẳng hạn, hoặc là một cái sản phẩm nào đó của VinDirect. Thì sau một khoảng thời gian, ví dụ bẵng đi khoảng 5-10 năm, đôi khi là thấy tài sản mình ui nhiều thế nhỉ. Đấy thì đấy là cái Tuấn có comment một chút là như thế. Tức là tầng 2 là bắt đầu đi vào cái một cái quy luật, và có, tức là có tính chất là có kỷ luật, cho dù là mình đầu tư phân bổ vào sản phẩm gì thì mình phải tập trung vào cái tính kỷ luật. Kỷ luật. Rất là kỷ luật. Như vậy thì về
về cái việc mà các quan điểm của các chuyên gia của chúng ta về các tiêu chí để xây dựng lên tháp tài sản, thì các anh chị đều có cùng với quan điểm đó là khi mà phân bổ cái tài sản của mình vào đâu thì nên xác định cho mình một cái mục đích là mình đầu tư cái đó để làm cái gì, sau đó thì xác định được cái tiêu chí về cách phân bổ và cái thời gian mà đạt được cái mục tiêu của quý nhà đầu tư, và xác định được cái khẩu vị rủi ro, cái lãi suất kỳ vọng mà mọi người mong muốn để xây dựng cái loại tài sản. Và hai anh chị có chia sẻ là về cái phần, cái tầng thứ hai là tầng tích sản, đầu tư tích sản theo mục tiêu ấy, thì quý nhà đầu tư sẽ có một cái kỷ luật để mình kiến tạo nên cái tài sản này. Vậy thì tại sao, như các anh chị cũng nói là tại sao thì chúng ta cần quan tâm đến việc tích sản đầu tư, và cái này thì mang lại cái lợi ích và tránh được rủi ro gì cho quý nhà đầu tư khi mà đầu tư tích sản? Xin mời các ý kiến của các chuyên gia. Ok. Thì để anh thì anh thấy là cái tích sản tầng 2 này thì nó cũng khá là giống với cả một cái hình thức là mình gửi tiết kiệm hàng tháng. Nghĩa là thì đầu tiên là cái lợi ích và cái rủi ro nó tránh được là nó sẽ giống với cả việc gửi tiết kiệm đó. Thì ở đây nó sẽ có cái lợi ích như là ví dụ như là mình sẽ luôn có một cái thói quen là sống nó tiết kiệm hơn so với cả những thứ mà mình cần phải làm. Nghĩa là ví dụ như giả sử như là em tạo ra được 25 triệu thì một tháng em sẽ chỉ dùng 20 triệu thôi. Mà như thế nghĩa là khi mà em mà tạo ra giá trị nhiều hơn so với những thứ mà em sử dụng thì về lâu về dài em sẽ tạo ra được một cái lớp tài sản nhất định ở đằng sau mà nó sẽ là cái bề dày của em. Để khi mà cái sức lao động của em giảm đi rồi thì em lại có cái phần tiền để bù đắp vào, thì sẽ giúp cho em là sống nó tốt hơn. Và hơn thế nữa là khi mà em có một khoản tiền tiết kiệm thì em sẽ đỡ được cái việc là tiêu dùng là nó là bị là đỡ được cái việc là rủi ro. Nghĩa là rủi ro ví dụ như là tự dưng em bị mất sức lao động đột ngột bất ngờ thì cái đấy là nó sẽ có liên quan đến cái tầng 1 của mình. Đấy, còn ví dụ như là còn nếu mà ở tầng 2 thì nó sẽ là phục vụ những cái mục đích như là kiểu mình mua nhà hay mua xe thì mình sẽ tích sản. Và cái việc này thì nó có lợi ích như là thứ nhất là nó khác với cả tiết kiệm ở chỗ là nó sẽ có một cái lợi nhuận cao hơn. Bởi vì do là mình không chỉ đầu tư tiết kiệm là có lãi suất là 6 hay 7% mà là mình đang có kỳ vọng là vào trái phiếu hay là vào cổ phiếu thì cái lợi tức của nó là khoảng 10 đến 11% chẳng hạn. Thì nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà ở đây thì là mình lại sợ rủi ro. Nhưng mà khi mà em làm tích sản mục tiêu thì em lại bớt được rất là nhiều rủi ro. Cái rủi ro đầu tiên là em đầu tư vào những cái tài khoản mà nó có thanh khoản tốt. Thì ví dụ như là blue chip hay là những cái trái phiếu của các doanh nghiệp lành mạnh, thì thành ra là em bớt được cái rủi ro lớn của những tài sản biến động quá lớn này. Ngoài ra nữa, nếu mà như cổ phiếu mà em sợ bị biến động lớn thì em đang tích sản là hàng tháng, nghĩa là mỗi tháng em chỉ gửi vào 2 triệu hay 3 triệu gì đấy cái tiền của em thôi. Thì thành ra là khi mà giá cổ phiếu giảm là em cũng mua vào, mà giá cổ phiếu tăng thì em cũng mua. Thì thành ra là cái biến động giá, cái rủi ro biến động giá của cái tài sản mà em đang đầu tư là nó sẽ bị bớt đi rất là nhiều. Nghĩa là như thế là em sẽ giảm bớt được cái rủi ro đấy nữa. Thành ra là anh thấy đây là cái loại hình rất là phù hợp để mà em làm, mà có nó sẽ ưu việt hơn là với cả việc tiết kiệm. Tức là theo quan điểm của anh Duy thì sẽ tạo ra cho nhà đầu tư một thói quen và giảm bớt được cái rủi ro khi mà đầu tư vào các kênh tài sản rồi, và có thanh khoản khá là cao. Vậy thì theo quan điểm của chị Hiền thì sao? Thực ra thì chị thiếu cùng ý kiến với Duy thôi, nhưng mà ý là Duy, chị chưa hiểu ý của Duy là Duy đang nói là thay vì mình tự tích sản đúng không, thì đây rồi. Là mình kiểu gửi tài sản cho những nhà quản lý chuyên nghiệp mà, hay là ý của Duy? Ý của em là ví dụ như là cái việc tích sản đầu tư thì mình sẽ sợ cái rủi ro là mình hoàn toàn có thể là tự làm hoặc không là mình gửi cho các nhà tích sản chuyên nghiệp, thì cả hai phương pháp đều được. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là mình tự làm thì mình sẽ phải có nhiều kiến thức hơn. Ví dụ như là về các nhà tích sản chuyên nghiệp thì họ sẽ có những cái tool, ví dụ như là họ diversify được tài sản ra này, họ diversify được cái danh mục của các loại tài sản này. Đa dạng hóa. Thì thành ra là tự dưng là cái rủi ro nó sẽ bớt đi. Bởi vì ví dụ như là nếu mà mình tích sản cổ phiếu mà mình lại chỉ biết mỗi một công ty, ví dụ như là em làm VN Direct thì em biết mỗi cái cổ phiếu VN Direct em hiểu rất rõ thì em mua, nhưng mà không có nghĩa là trong tương lai VN Direct nó không biến động. Có thể một cái ngày đẹp trời nào đấy cái cổ phiếu mình mua nó lại gặp vấn đề rủi ro rất lớn. Thì thành ra là nhưng mà nếu mà đầu tư vào cổ phiếu khác thì em lại không hiểu rõ, thì thành ra là em không dám là đầu tư nhiều, hay là không dám tích sản của em vào cái việc đấy. Thì thành ra khi mà em đầu tư, em đưa cho các nhà chuyên gia về tích sản thì em nghĩ là nó sẽ an toàn hơn. Hơn thế nữa là ví dụ như là mọi người hay để tiền tiết kiệm bằng việc là mua các mảnh đất chẳng hạn. Thì thực ra những cái mảnh đất thì đất là nó là một tài sản lớn, thì thành ra là cái tính thanh khoản của nó sẽ không cao. Và khi mà nhiều khi là đến lúc mà em cần tiền thì em lại không thể rút ra được. Ví dụ như là bất động sản thì nó có chu kỳ,
thì cái chu kỳ nó đang tăng giá thì mình bán mình mới được giá. Chứ còn khi mà đến chu kỳ giảm mà mình bán, ví dụ lúc đấy con mình lại đến lúc mà phải đi du học mà mình bán thì mình không được giá, thì thành ra là cái việc tích sản của mình nó không ổn. Thứ hai nữa là cái việc tích sản này nghĩa là nó tích tiền chậm chậm hàng tháng là một khoản nhỏ thôi. Thì nếu mà mình khi mà có một khoản nhỏ như thế thôi thì mình đầu tư ngay vào bất động sản cũng khó. Đấy thì thì thực ra chị nghĩ là cái tầng thứ hai này nó là cái tầng mà như mình thảo luận nhau đó, tầng hai cái tầng mà tạo cho con người ta cái quy luật trong việc là tích lũy tài sản, thói quen và kỷ luật. Thì như ngày xưa mình bỏ ống heo ấy, là kiểu một tháng mình bỏ bao nhiêu tiền đấy, thì cái tuy nhiên là kết hợp với thời đại hiện nay, trong thời điểm hiện nay ấy, thì cái kênh mà đầu tư ấy, cái tức là có rất nhiều sản phẩm để mình có thể lựa chọn. Ngày xưa mình chỉ có thể bỏ ống heo này hoặc là bỏ tiền tiết kiệm, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn, chẳng hạn như là sản phẩm trái phiếu này, cổ phiếu này, rồi ngay cả trong cổ phiếu trái phiếu thì mình cũng có hình thức là tự đầu tư hay là gửi cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp chẳng hạn. Tuy nhiên cái cốt loại, cái cốt cơ bản của cái tầng này vẫn là mình phải tuân theo một cái quy luật cố định. Còn cái việc mình lựa chọn cái sản phẩm nào mà mình mà phù hợp với lại cái định hướng của mình, cũng như phù hợp với cái khả năng năng lực tài chính, sức khỏe tài chính của mình, thì cái là nó sẽ là tùy thuộc vào từng khách hàng. Anh Hoàng Cao ạ? Chúng ta hay nghe thấy một cái câu là kỷ luật tạo nên sức mạnh, thì tôi nghĩ là cái tầng thứ hai này chúng ta đang nhắc đến là có một cái thói quen, hình thành thói quen và kỷ luật với những cái dòng tiền trong tương lai mà chúng ta tích lũy được, thì làm thế nào để chúng ta sử dụng một cách khôn ngoan nhất, khéo léo nhất những cái dòng tiền chúng ta thu nhập được từ tương lai, để chúng ta hình thành nên cho mỗi một cá nhân một cái gọi là tích lũy giá trị nó được ổn định chắc chắn nhất. Đấy, thì đấy là cái kỷ luật tạo nên sức mạnh, chính là cái tầng thứ hai này. Anh Tuấn có bổ sung thêm ý kiến gì không ạ? Mọi người nói cũng đầy đủ rồi, thì anh có một câu chuyện là câu chuyện thực tế luôn, là có một bà chị, anh ngày xưa làm cùng bà chị ấy, thì cứ mỗi tháng anh chị ý tiết kiệm mua được 2 chỉ vàng. Từ cái năm mà đợt đấy là từ 2009 tầm đấy, cứ 2 năm, cứ 1 tháng là các anh chị mua được 1 chỉ 2 chỉ 2 chỉ vàng. Thế khi mà cái lượng tiền nó lên, tức là mình cứ tích lũy đều đều thì vàng đương nhiên là lúc tăng lúc giảm đúng không ạ, nhưng bùm cái vàng tăng lên một cái thì chị bán hết đi, không, chuyển sang mua hết bất động sản, xong lại tiếp tục lại cứ tích đều đấy. Thế thì sau khoảng mấy năm anh chị cũng có khoảng mấy mảnh đất, 3-4 mảnh đất. Thì ý ở đây rằng là khi mà nếu như chúng ta, hay một câu chuyện khác nhé, là câu chuyện cũng có thật luôn, là một số các anh chị mà ở đây nói công ty thôi, là không hàm ý rằng là công ty đấy sẽ tiếp tục trong tương lai nhé, là các anh chị đấy chỉ mua mỗi cổ phiếu FPT thôi, kiểu cán bộ công nhân viên mà, thì cứ có tiền lại bỏ vào mua một ít, và sau khoảng thời gian thì cũng mua được căn chung cư. Thì kiểu như thế, tức là cái cách mà mình cứ mua và đều đặn ấy, mặc dù có lúc tăng lúc giảm, lúc mua tại đỉnh nhưng mà sau lại mua tại đáy, vân vân vân, thì sau một khoảng thời gian đủ dài, như kiểu anh chị đầu tiên thì mua đất này, hay anh chị thứ hai là anh mua được căn nhà ấy, thì nó rất là đơn giản, cách làm nó rất là đơn giản, và đúng như anh Hoàng nói là kỷ luật thì tạo sức mạnh. Thì các chuyên gia của chúng ta cũng đưa ra được những cái lợi ích khi mà đầu tư tích sản, thì nhà đầu tư sẽ tạo cho mình được thói quen, thứ nhất là thói quen tiết kiệm, là hàng tháng khi mà có những khoản thu nhập thì nhà đầu tư có thể trích những cái khoản tiền rất là nhỏ để đem đi đầu tư mua những tài sản để tích sản dần vào đó. Và đây là cái tầng mà quý nhà đầu tư có thể kiến tạo cho mình cái thu nhập thụ động và tích sản để đạt được cái mục tiêu trong dài hạn và tránh được những rủi ro không đáng có hay là bất ngờ xảy đến trên thị trường. Vậy thì tôi cũng có một vài những cái câu chuyện mà những cái cá nhân rất là cơ bản và không có tiếng trên thị trường, nhưng họ có thói quen là yêu thích về cái việc tích sản này. Ví dụ thứ nhất đó là về một nhân viên trạm xăng yêu thích cái việc tích sản cổ phiếu, đó là Ronan. Thì sinh vào ngày 23 tháng 10 năm 1921, thì ông mất vào ngày 2 tháng 6 năm 2014, được biết đến là người gác cổng, là nhân viên quét dọn của trạm xăng.
Và ông đặc biệt là còn là được biết đến là một nhà đầu tư tài ba, nhưng là sau khi ông đã chết và tài sản của ông đã lên tới là 8 triệu USD nhờ vào việc tích sản. Và bí quyết mà ông giàu có đến 8 triệu USD đó là ông sống rất là giản dị, thoải mái hơn trong cuộc sống và tiết kiệm chi phí. Thứ hai đó là xây dựng được cho mình cái chiến lược đầu tư khác biệt với rủi ro thấp và tuân thủ kỷ luật đến cùng. Và thứ ba đó là ông chỉ đầu tư vào blue chip có triển vọng trong tương lai. Về câu chuyện thứ hai đó là nữ thư ký trở thành triệu phú nhờ vào việc là tích sản cổ phiếu Upwork, thì cũng sinh ra và trong cái thời kỳ suy thoái 1929-1933 nên cũng sống như rất nhiều người khác, thì cô có lối sống cũng tối giản và do đó mà tiết kiệm được những cái khoản tiền nhỏ và làm cơ sở để trở thành triệu phú với 7 triệu USD để lại làm quỹ từ thiện đầy nghĩa. Và vào năm 1935 thì Grace đã mua được 3 cổ phiếu Upwork nơi bà làm thư ký với giá là 60 USD mỗi cổ phiếu và dùng tiền sinh lời tái đầu tư cho đến khi qua đời vào năm 2010, và khoản đầu tư ngày ấy đã sinh lời là đạt được 7 triệu USD. Và bí quyết của bà cũng chính là thứ nhất là có lối sống tối giản này, mua đồ second hand cho tiết kiệm và đi bộ thay vì mua xe, vừa tiết kiệm và vừa nâng cao sức khỏe. Lý do thứ hai đó là nhận diện được những cổ phiếu ở những lĩnh vực thiết yếu có tiềm năng tăng trưởng và phát triển bền vững như Upwork. Vì trải qua cái thời kỳ khủng hoảng nhưng công ty vẫn phát triển rất là bền vững. Và thứ ba đó là kiên trì nắm giữ cổ phiếu lâu dài để hưởng lợi từ cổ tức và sự tăng giá và định giá lại của công ty. Câu chuyện thứ ba đó là về tiếp viên hàng không tích sản khắp thế giới, đó là Doris, một cựu giáo viên và tiếp viên hàng không ở West Rock, Mỹ, đã để lại hơn 4 triệu USD khi qua đời vào năm 2013 ở tuổi 93 tuổi. Cũng giống như Grace và Doris thì sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đại suy thoái là năm 1929 và 1933, thì do đó bà cũng có lối sống rất là tối giản, giản dị để sở hữu cho mình một lượng tài sản là 4 triệu USD trong tay. Và bà luôn với cái lối sống tối giản của mình thì bà luôn tự cắt tóc cho mình, hầu như là chỉ ăn bơ lạc và kem và chỉ mua đồ giảm giá. Thì bà sống một mình nên không ai biết đến những khoản đầu tư của bà. Và luật sư khi mà cũng phải lục lại đến 9 thùng tài liệu để xem là cái lịch sử tài chính của bà như thế nào, và phát hiện ra là bà có khối lượng tài sản rất là lớn. Và từ 3 câu chuyện này là từ những cá nhân họ có cuộc sống rất là giản dị và cơ bản để xây dựng cho mình một cái những cái khối lượng tài sản rất là khổng lồ. Ở đây thì cái thành công của họ không hẳn là nói lên là sự giàu có, mà là cái giá trị mà họ có thể lan tỏa đến mọi người về cái thói quen lối sống chi túc, biết đủ, tiết kiệm để đạt được cái lượng tài sản rất là lớn. Và từ đó mà tôi cũng đưa ra được cái các bước để nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản của mình một cách hiệu quả nhất. Đó là thứ nhất là nhà đầu tư nhìn lại cái tình hình tài chính cá nhân, là hiểu rõ được cái sức khỏe tài chính của bản thân và nắm được các tiêu chí tỷ lệ phân bổ. Thứ hai đó là nhà đầu tư xây dựng cho mình cái mục tiêu tài chính trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm tới cho những cái kế hoạch như là mua nhà, mua xe, tích sản cho con đi du học hay là kế hoạch hưu trí cho bản thân. Và cuối cùng đó là nhà đầu tư khi đó xác định được mục tiêu rồi thì hãy phân bổ cái tài sản của mình, đưa ra những tỷ lệ nắm giữ cho các loại hình tài sản đầu tư phù hợp với các mục tiêu đầu tư của mình và nắm được các tiêu chí về lợi nhuận và rủi ro. Thì từ đó thì chúng ta cũng hiểu được từng phần để phân bổ cái tài sản của mình vào các tầng tài sản trong tháp tài sản. Vậy thì phân bổ vào đâu? Thì các chuyên gia có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư khi mà phân bổ các loại tài sản như thế nào. Thì lúc nãy thì chị Hiền cũng có chia sẻ về các loại tài sản mà nhà đầu tư có thể phân bổ và tích sản, ví dụ như là cổ phiếu, trái phiếu hay là tích sản vào các quỹ. Anh Tuấn thì cũng có chia sẻ là về những câu chuyện mà nhà đầu tư tích sản vào bất động sản và vàng rồi đạt được những cái lượng tài sản rất là lớn. Vậy thì anh chị có thể chia sẻ về các loại tài sản để có thể dùng vào việc tích sản và cách xác định rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của các loại tài sản này cho quý nhà đầu tư, đúng không ạ?
Cho anh hỏi là có bị giới hạn các kênh tài sản không, và mình dùng cái nguồn thu nhập nào nhỉ? Tích sản hàng tháng à? Dùng cái nguồn thu nhập chính của nhà đầu tư để có thể tích sản từng cái khoản nhỏ đấy để đem tích sản vào các loại tài sản đầu tư ạ. Mình không giới hạn. Cái tầng thứ hai này là cái tầng mà mình sử dụng cái nguồn thu nhập hàng tháng. Còn cái tầng thứ ba mới là cái tầng mà mình dùng cái khoản tiền nhàn rỗi, tức là khoản mà dư ra sau khi mình hoàn thành xong cái tầng thứ hai. Thì cái ví dụ như là cái tầng thứ hai ấy, mà cái câu chuyện mà anh chị tích lũy vào vàng hay là một cái anh chị mà tích lũy vào FPT ấy, giả sử anh chị đấy mà tích lũy vào cổ phiếu khác như kiểu cái công ty dược gì mà đợt ngày xưa phá sản ấy nhỉ? JVC. Đúng rồi, ví dụ đấy. Thì cái việc mà cái cô mà đạt được 7 triệu đô hay 4 triệu đô ấy, cô mà tích lũy vào cái công ty Abbott ấy, rất là may mắn là Abbott cũng là một blue chip. Chứ nếu như cô mà cũng tích lũy vào công ty như kiểu của JVC chẳng hạn thế, hoặc là một công ty y tế nào khác mà bị phá sản ấy, thì nó sẽ rất là đau lòng cho những người nắm giữ. Chính vì vậy ở đây Tuấn muốn nói đến rằng là bất kể cái tài sản nào mà mình dự kiến nắm giữ ấy, thì mình phải hiểu được cái bản chất đằng sau của cái tài sản đấy là gì. Giả sử chúng ta chọn một cổ phiếu mà cái cổ phiếu đấy hay là doanh nghiệp đấy chúng ta không biết rằng là cái mô hình kinh doanh đằng sau của nó có bền vững hay không ấy, thì rất là rủi ro nếu như chúng ta gửi cái tiền mà dưỡng già chúng ta vào trong đó, hay tiền mục tiêu nào đó chúng ta vào trong đó. Thế nên thì tức là có thể là mình nên ưu tiên sử dụng các tài sản mà nó được standardized, tức là nó được tiêu chuẩn hóa. Ví dụ như chứng chỉ quỹ đầu tư của anh Hoàng này chẳng hạn, hoặc một cái chứng chỉ quỹ VN100 mà sắp tới bên VNDAX cũng có phân bổ đấy, phân phối. Đó, thì nên ưu tiên sử dụng những cái gì mà có chất lượng, và mình phải đảm bảo chất lượng đấy. Thì đó là cái đóng góp của Tuấn về lựa chọn tài sản. Anh Hoàng và chị Hiền. Về những cái tức là mình có cái nguồn thu nhập hàng tháng, thế thì chúng ta sẽ phải đầu tư vào những cái mà không thể vào bất động sản được, đúng không? Quá lớn. Ở nước ngoài thì có thêm cái loại hình là chứng chỉ quỹ về bất động sản. Nếu như Việt Nam thì hiện giờ đang chưa có, nên là chúng ta tạm thời gạch cái kênh đó ra. Thế thì chúng ta chỉ còn lại gì? Một là gửi ngân hàng, hai là mua trái phiếu, ba là mua cổ phiếu, bốn là mua tiền số tiền ảo, đúng không? Năm là mua vàng. Ngoại tệ. Ok, thì tất cả những kênh đấy đều phù hợp, và nhưng mà quay lại như cái phần đầu tiên là những cái bài học để nhà đầu tư tránh lặp lại những sai lầm, thì chúng ta không nên đầu tư toàn bộ vào một nguồn thu nhập vào một kênh tài sản. Khi mà tài sản chúng ta nên chia ít nhất ra làm 2 hoặc 3 ngăn, thì kênh đầu tư cổ phiếu hiện tại thì rõ ràng sẽ là một cái kênh đầu tư nó phù hợp với những khoản tiền nhỏ, khi mà tỷ suất sinh lời của những cái công ty trong cái rổ mà các bạn có thể đầu tư nó sẽ gấp nhiều lần cái lãi suất tiết kiệm của ngân hàng. Cái tỷ suất đấy nó nói lên hai điều. Điều thứ nhất là nó rất hấp dẫn, và điều thứ hai là sức cạnh tranh của những cái công ty đó trong tương lai sẽ tiếp tục bền vững, giống như là cái năng lực của một người đã thể hiện tốt trong quá khứ thì ban lãnh đạo của công ty đó đã làm rất tốt, thì tương lai thì công ty đó cũng sẽ được kỳ vọng là sẽ duy trì được cái phong độ đó. Đấy, chính những cái yếu tố đó thì tôi nghĩ là nên đầu tư vào cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ. Còn quan điểm của chị Hiền? Anh Hoàng. Thực ra là mình có muốn tiếp nối cái ý kiến của Hoàng. Thì mình nghĩ ở chỗ là Hoàng có đưa ra một điểm là cho dù là kênh đầu tư nào, truyền thống hay là hiện đại, thì nhà đầu tư không nên tập trung vào, tức là bỏ trứng vào cục rõ, mà phải là đa dạng hóa cái danh mục. Bởi vì đây là tài sản, đây là tích sản mà, có nghĩa là câu chuyện rất là dài, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Cho nên là từng thời kỳ, chẳng hạn như 2 năm, 3 năm thì từng giai đoạn như thế nó sẽ có sự thay đổi trong cái cơ cấu danh mục. Chẳng hạn như là giai đoạn này vàng đang lên,
giai đoạn sau thì chứng khoán tốt, giai đoạn sau nữa thì là kênh chẳng hạn kênh tiền gửi nó lại là thành một cái trở lại là một kênh hấp dẫn do lãi suất tăng, ví dụ như thế. Thì khi mà thay đổi một cái cơ cấu như thế thì thực sự là mình phải cần đến những cái người, những cái ở đây mình gọi mình được nói tiếng Anh không nhỉ, financial health coach, để mà một là và well advisor để mà đi cùng với lại, tức là mình cần một người như thế để mà đi cùng với lại với bạn, để mà đưa ra tư vấn cho bạn là ở trong giai đoạn này 2-3 năm tới này thì mình nên cơ cấu như thế nào, 2-3 năm sau mình nên cơ cấu như thế nào, mình ở giai đoạn này mình cần với một cái lợi tức là hàng năm nó như thế này, chẳng bây giờ chị chỉ cần mỗi năm 6% thôi thì chị sẽ cơ cấu cái danh mục của chị nó kiểu khác, còn năm sau chị cần nhiều hơn 10% đấy thì mình lại phải cơ cấu danh mục của mình kiểu khác, thì lúc đấy mình thực sự là mình phải cần một người tư vấn, mà ở đây là mình có financial health coach và wealth advisor để mà đi cùng. Thì chị nghĩ là trong tương lai mỗi người, kể cả bạn là ai, bạn làm gì, bạn là sinh viên mới ra trường hay là thậm chí bạn đang là sinh viên nữa, hay là bạn đi làm rồi, hay là bạn có rất nhiều năm kinh nghiệm rồi, thì bạn cũng cần một người như thế để mà người ta một là giúp mình hình thành cái kỷ luật, thứ hai là đưa cho mình cái lời khuyên và tư vấn trong khoảng thời gian trung hạn, dài hạn. Anh thì anh cũng đồng ý. Anh thì anh cũng đồng ý với cả cái việc đấy. Thì ví dụ như cái lợi nhuận với cả cái rủi ro của một cái tài sản ý, thì nó hoàn toàn có thể thay đổi theo cái tầm nhìn của mình. Ví dụ như mà em nhìn trong ngắn hạn thì có thể là em sẽ thấy bất động sản hay là hấp dẫn, nhìn trong dài hạn thì sẽ thấy là trái phiếu là an toàn và ít lợi nhuận hơn. Thì cái lợi nhuận và rủi ro này nó cũng thay đổi theo thời gian. Thì nhưng mà để xác định cái lợi nhuận và rủi ro này thì mình cũng đòi hỏi mình phải có cái kiến thức về cái tài sản đấy. Nhưng mà anh có thể tạm ví dụ như là anh ví dụ về kênh cổ phiếu thì lợi nhuận mình sẽ có hai cái, mình sẽ xác định là nguồn lợi nhuận nó đến từ đâu. Thứ nhất là lợi nhuận là nó có thể đến từ cái dòng tiền tăng thêm của cái loại tài sản đấy gửi cho mình. Ví dụ như về cổ phiếu thì nó sẽ là cổ tức hay là nó sẽ là những cái quyền mua cổ phiếu. Còn ví dụ như là về dòng tiền từ capital gain chẳng hạn, nghĩa là cái giá trị của cái tài sản đấy nó tăng lên. Thì cái capital gain này ví dụ như là trái phiếu thì nó sẽ tăng rất là chậm, nó sẽ rất là không biến đổi nhiều. Còn ví dụ như cổ phiếu thì nó có thể biến động mạnh hơn. Hay là ví dụ như vàng thì hoàn toàn là không có dòng tiền sinh lời thêm, mà giá vàng thì nó sẽ chỉ có mỗi là cái dòng tiền từ capital gain thôi. Thì tất cả những cái thứ như thế, mình cái việc lợi nhuận của cái loại tài sản đấy nó đến từ đâu, nó sẽ xác định cho mình rất là nhiều về việc là cái mục đích của nó là gì. Ví dụ như là vàng thì họ hay dùng để là họ là inflation, nghĩa là họ làm giảm bớt cái rủi ro về lạm phát. Nghĩa là khi mà cái lúc mà cái thị trường mà họ kỳ vọng đến lạm phát là tăng rất là mạnh thì họ sẽ nghĩ đến những cái kênh đầu tư như là vàng để họ có thể trú được cái inflation đấy. Thì đấy là về cái phần lợi nhuận. Còn rủi ro thì mình sẽ có về rủi ro về biến động giá. Thì như anh đã nói là cái tích sản đầu tư này thì gần như là mình sẽ bỏ qua được cái rủi ro về biến động giá. Nhưng mà nó sẽ còn những cái rủi ro khác nữa. Thì ví dụ như là rủi ro về pháp lý hay rủi ro về vấn đề thanh khoản. Thì mình cái này thì mà mình nhà đầu tư phải nghiên cứu thêm về từng loại hình tài sản cụ thể. Nhưng mà ví dụ như là rủi ro về tính pháp lý chẳng hạn thì mình cần phải biết được rõ rằng là công ty đấy là có lành mạnh hay không, hay là họ có làm việc đầy đủ giấy tờ về pháp luật hay không. Và để tránh được cái này thì thường là những mình không phải là chuyên gia về luật pháp ấy, thì thường mình sẽ chọn những cái công ty top đầu, thì thường là những cái công ty đấy là họ sẽ có điều kiện pháp lý là chuẩn chỉnh nhất, và chính vì do là như thế cho nên thành ra cái lợi tức của họ nó sẽ thấp đi, nhưng mà bù lại mình sẽ an tâm hơn trong dài hạn. Thì đấy là cái quan điểm của anh về cái việc là làm cách nào để xác định được rủi ro với cả lợi nhuận. Ngoài ra nữa thì là còn có cái vấn đề về về tỷ lệ phân bổ ấy. À nhỉ, cái vấn đề về kiểu là, à không, không phải là cách phân bổ mà cái vấn đề về việc là đa dạng hóa danh mục ấy. Thì thực ra cái đa dạng hóa không những là giảm rủi ro, mà nhiều khi là đa dạng hóa nó còn giúp cho mình là tăng thêm lợi nhuận nữa. Ví dụ như là cái việc là, thì em có thể cho anh cái slide, mấy cái slide về Việt Nam ấy. Đấy. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ nhìn thấy là nếu mà mình backtest lại từ năm 2001 cho đến 2019, 100% vào stop thì cái lợi nhuận bình quân nó chỉ có 13,5 thôi. Nhưng mà nếu mà em đầu tư 70% stop và 30% bond thì em lại có lợi nhuận bình quân cao hơn. Đấy. Thì cái này là nó cho mình thấy một cái điều rằng là nếu mà mình biết đa dạng hóa danh mục ra thì cái lợi nhuận bình quân của mình sẽ cao lên, cái AAA nó sẽ cao. Đấy.
Còn nếu mà ở, nhưng mà nếu mà nhìn về dài hạn thì các kênh, nó sẽ ví dụ như là về Mỹ chẳng hạn, từ 1926 cho đến 2018 thì mình sẽ thấy rõ ràng là 100% stock nó sẽ có lợi suất cao hơn so với cả 70% bond, 30% stock. Cái này là nó còn đến từ việc là các thị trường nó khác nhau. Thị trường Mỹ là một thị trường rất là chuẩn hóa rồi, các tài sản tài chính của họ rất là chuẩn, cho nên thành ra là cái lợi suất và cái rủi ro của họ là đi tương xứng với nhau hơn. Nghĩa là các tài sản nó sẽ đi cùng một cái đường tỷ lệ thuận về rủi ro và lợi nhuận. Còn ví dụ như ở Việt Nam thì nhiều khi là rủi ro cao nhưng lợi nhuận chưa chắc đã cao, hoặc nhiều khi là rủi ro thấp nhưng lợi nhuận lại cao được, thì nó vẫn có thể xảy ra. Thế thì nếu như mà theo của anh Duy thì nếu như lựa chọn cái tài sản để đầu tư tích sản thì anh Duy sẽ lựa chọn kênh tài sản nào? Ví dụ như anh, nếu mà anh đầu tư tích sản thì anh chắc là sẽ theo cái công, ví dụ như bởi vì anh cái việc là em chọn tài sản nào thì nó lại phụ thuộc vào mục tiêu của em, như anh đã nói là mục tiêu của em trong dài hạn. Thì ví dụ như anh là anh rất trẻ cho nên anh còn rất là nhiều thứ anh cần phải có, ví dụ như là ô tô này hay là nhà này, đúng không? Thành ra là anh sẽ đòi anh mà với cả hơn nữa là anh trẻ, cho nên thành ra là cái khả năng tạo ra tiền của anh là tốt hơn so với cả những người già. Những người già thì người ta sẽ không thể tạo ra tiền. À, cái tạo ra tiền thì ở đây là về là sức lao động thôi chị, chứ không phải là về là tài sản mình có. Anh còn nhiều thời gian hơn. Vâng, đấy. Đúng không? Đúng ạ. Và cái mong muốn của anh lại cao hơn. Vâng, đúng. Thứ nhất là nhiều thời gian, mà thứ hai là khả năng chịu rủi ro là cao hơn. Ví dụ như là những cái người mà nhiều tuổi thì có nhiều trách nhiệm hơn về gia đình, về con cái chẳng hạn, thì thành ra là sẽ không thể chịu rủi ro cao được. Thì cái việc, nghĩa là cái việc phân bổ như thế thì ví dụ như anh thì anh đầu tư rất là nhiều vào cổ phiếu và gần như là không có trái phiếu. Như anh ấy, như em ấy, như Tuấn này thì cũng đang quản lý hai cái tài khoản, một tài khoản cho cá nhân, một tài khoản cho bố mẹ hoặc là mẹ vợ, chứ còn bố mẹ đẻ thì không tin con rẻ lắm. À, không tin con đẻ lắm. Thì ở góc độ của Tuấn thì cái tài khoản của mình ấy, vì mình trẻ thì mình vẫn là cái lượng cổ phiếu mình rất là cao và vẫn là thiên về hướng về những cổ phiếu mà có độ tăng trưởng rất là tốt. Nhưng mà đối với cả bố mẹ đẻ nhá, à bố mẹ vợ mà bây giờ đang cầm tài khoản này, thì hầu hết là phân bổ vào cổ phiếu điện nước chẳng hạn thế. Chỉ một phần tăng trưởng thôi, một phần tăng trưởng chiếm tỷ trọng rất là nhỏ thôi. Còn chủ yếu cái dòng tiền từ cái portfolio, từ cái danh mục của bố mẹ ấy, thì bây giờ là suất cổ tức khá là ổn, khoảng đâu đó 5-6% đó, suất cổ tức từ cái danh mục ấy. Thế nên tức là chị ăn cổ tức thôi, nhưng mà thì phần thiên đầu tư thiên thì về là, cổ tức suất đầu tư thì là Tuấn xem là bao nhiêu nếu mà so với của Tuấn. Khi mà cái cổ tức thì thông thường cái tốc độ tăng trưởng rất là chậm. Ví dụ như chị cầm một cổ phiếu điện chẳng hạn, đúng không, thì gần như là chị ăn cổ tức khoảng 10% và gần như không tăng trưởng, đúng không? Đó, ngược lại thì mình cầm những cổ phiếu như Thế Giới Di Động hay là những cổ phiếu như FPT thì cái suất cổ tức còn thấp hơn, nhưng mà bù lại thì cái tốc độ tăng trưởng lại tốt hơn. Nhưng mà ngược lại thì như đợt Covid vừa rồi thì rất nhiều cổ phiếu rơi rất là sâu, đúng không? Nhưng ngược lại cái tài khoản của bố mẹ Tuấn đang cầm ấy thì gần như là nó có biến động, bởi vì có vẫn cầm những cổ phiếu ấy, nhưng mà những cổ phiếu mà kiểu thiên về phòng thủ ấy mà tạo ra dòng tiền đều ấy thì gần như chả biến động gì, vẫn thế. Đến bây giờ lên rồi thì vẫn thế, cứ đi ngang như thế, nhưng mà tạo ra một dòng tiền rất là an tâm. Thì tức là thế, tùy theo với mỗi cái giai đoạn của con người thì chúng ta sẽ phải tập trung vào việc phân bổ tài sản khác nhau. Có thể là bây giờ ví dụ như là quý vị mà khoảng 50-55 tuổi chẳng hạn thì có khi là mình phải tập trung ưu tiên vào trái phiếu, một phần cổ phiếu thôi, không nên nhiều quá. Còn ngược lại nếu như mà dưới 30 thì có khi chúng ta phải tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn. Thì đấy, đây là dưới 30, đây cũng under 30. U30. Under 30 cho nó trẻ. Thì các chuyên gia của chúng ta đã chia sẻ về cái cách lựa chọn những cái loại tài sản để mình có thể tham gia đầu tư tích sản. Ví dụ như là anh Hoàng Cao thì có đưa ra là có thể tích sản vào cổ phiếu hoặc là quỹ. Chị Hiền có thể cũng đưa ra là đầu tư vào quỹ. Còn anh Duy thì anh Duy có nói là anh Duy còn đang rất trẻ, chính vì vậy mà cái nhu cầu cũng cao, mục tiêu của anh cũng cao, chính vì vậy mà anh muốn tích sản vào cổ phiếu. Còn anh Tuấn thì có quan điểm là tùy vào cái thời gian và cái độ tuổi để mình đưa ra những cái kênh, lựa chọn cái kênh và cái loại tài sản phù hợp. Vậy thì các chuyên gia có thể chia sẻ về cái việc tích sản của mình, các anh chị đã tích sản như thế nào và cách thức phân bổ cụ thể của mình ra sao?
cái đấy rồi. À, anh cũng muốn nói thêm là ví dụ như là cái về cái việc là thị trường là cái việc là lợi nhuận với cả rủi ro của tài sản là nó thay đổi theo thời gian ý. Là ví dụ nếu mà mình nhìn mình backtest lại là từ 1926 cho đến 2018 thì rõ ràng là stock là nó có cái lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ nhìn là 20 năm vào trở lại đây thì tại thị trường Mỹ thì bond lại là đang có cái lợi nhuận là tốt hơn so với cả stock. Đấy. Thì anh muốn nhấn mạnh thêm về việc là cái việc đấy, cái việc là lợi nhuận kỳ vọng và cái rủi ro là nó thay đổi theo thời gian. À, về cái ý này thì anh có ý kiến một chút là Mỹ thì cái returns của bond, tại vì cái bond nó sẽ biến động giá giống như cổ phiếu, nên là cái lợi suất nhiều khi nó lại là ăn thêm cả cái chênh lệch giá của việc mua bán bond nữa, chứ không phải chỉ là cái lợi tức mà mình lĩnh cái coupon hàng năm. Đúng không? Đúng ạ. Thì cái đấy là cần phải làm rõ là ở Việt Nam thì chúng ta đang bị hạn chế cái đấy. Chúng ta bắt buộc chỉ có nhận cái yield hoặc coupon thôi. Không, còn một vấn đề nữa là cái lãi suất trên thị trường nó mà giảm ấy là bond được tăng giá rất là kinh. Đấy. Ví dụ trên thị trường bên Bảo Việt Fund ấy, bond fund của họ, cái lãi suất của họ 5 năm qua rất là tốt hơn. Tôi trái phiếu rất nhiều, nhưng một phần họ được hưởng lợi bởi vì cái yield của Việt Nam giảm rất là mạnh trong khoảng 5 năm qua. Từ ngày xưa đâu đó lãi suất trái 5 năm nhé, là đâu đó khoảng 3.5-4%, thì bây giờ họ đâu đó lãi suất trái 5 năm chỉ còn 1.5-1.7. Thì chính vì việc lãi suất nó giảm thành ra là cái giá trái nó lên. Thì cũng thể là một phần là trong 20 năm qua cái lãi suất của thị trường Mỹ nói chung giảm rất là mạnh. Tuy nhiên điều đó không hàm ý rằng tương lai sẽ thế. Thì đấy là cái câu chuyện mình chọn cái time frame, cái khung thời gian chúng ta trong khoảng nào thôi. Vậy nếu như mà nhà đầu tư mà họ đang có những tài sản để ở bất động sản hay là vàng rất là nhiều, thì họ có nên chuyển những cái khoản đó sang đầu tư những kênh mà tạo ra cái thanh khoản cao hơn hay cái lợi nhuận cao hơn như cổ phiếu hay là chứng chỉ quỹ hay là trái phiếu không? Các nhà đầu tư nghĩ sao? Các nhà chuyên gia nghĩ sao ạ? Theo tôi nghĩ thì là cần phải phân bổ. Nếu như mà bất động sản Việt Nam với những khoản tiền lớn liên quan đến đất nền chẳng hạn, thì trong quá khứ vẫn cho thấy một cái mức chịu rủi ro tương đối tốt. Còn ở đây chúng ta đang tập trung nói đến cái phần ví dụ lợi ích tăng thêm. Nếu như mà quý vị có một ngôi nhà đang có thể cho thuê được tốt, thì hàng năm sẽ sinh lời ra cái tiền thuê. Thì chúng ta dùng cái tiền thuê đấy để làm gì? Hay là gom tiền thuê của 10 năm lại để lại đi đầu tư một cái nhà nữa? Thì có lẽ là không nên. Nhưng mà để bảo bán ngay cái nhà đấy để chuyển đi sang loại hình đầu tư khác thì rõ ràng là cũng không thể phù hợp được với tất cả mọi người. Nếu như mà mọi thứ đã ổn định, cái nhà đấy vẫn đang ổn định thì nên giữ. Nhưng mà cái phần tiền thuê tăng thêm hàng năm thì nên phân bổ vào những kênh đầu tư khác. Thì chị Hiền, chị có ý kiến gì không? chị cũng vẫn nghĩ cái quan điểm là rất là khó để đưa ra một cái lời khuyên cụ thể chung, bởi vì nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Như anh Hoàng nói, nếu mà mình đang sở hữu một ngôi nhà mà vẫn đang cho thuê chẳng hạn, mà tạo ra một cái tỷ suất đều đặn hàng năm tốt, thì đây là một cái nguồn lợi nhuận mình không nên bỏ. Tốt. Đúng rồi. Còn nếu mà chẳng hạn như mình có đất chẳng hạn, mình có khoản đất chẳng hạn, thì mình nếu mà nhìn lại những năm qua ấy, thì đất nó cái tỷ suất sinh lời của đất khá là tốt. Nhưng cả vấn đề ở chỗ là thanh khoản, không phải lúc nào mình bán nó cũng được ngay, cho nên là bản chất là mỗi cái loại tài sản nó sẽ có một đặc điểm mặt này và mặt kia, nên tùy vào mỗi người, cái nhu cầu mỗi người mà mình mới đưa ra được cái lời kiểu tư vấn cụ thể được. Chứ còn nếu mà nói chung là nên tập trung tài sản nào thì rất là khó. Như Tuấn thấy là cái mảng đất bây giờ nó cũng không phải là quá ngon đâu. Ngày xưa cái giai đoạn trước thì bởi vì nếu nhìn theo cơ cấu dân số mình thấy, ví dụ cái giai đoạn mà tức là mình nhìn theo cái tỷ lệ sinh ấy, cái năm 1975 tỷ lệ sinh mình đâu đó khoảng 2.3%, nhưng bây giờ còn 1.5%. Thì điều đó nghĩa rằng là cái giai đoạn mà 2000 là cái đội hay hoặc là khoảng 2005 là cái giai đoạn mà sinh nhiều ấy, là bắt đầu vào cái giai đoạn trưởng thành rồi đô thị hóa, thì giá đất lúc ấy tăng rất là phi mã. Gần đây thôi, ví dụ như có một Tuấn, ông Anh là
mua cái căn nhà ở khu Văn Phú ấy, giá là 2.2 tỷ, xong tức là 2012 mua tầm đấy, tức là lúc ấy giá đất đã giảm từ 2.8 tỷ về 2.2 tỷ rồi, xong anh xây thêm một căn nhà lên là 1 tỷ nữa là 3 tỷ 2. Thế là đợt vừa rồi anh bán là được có 4.8 tỷ, tức là nếu như tính yield nhá, yield mà từ 3.2 tỷ mà lên 4.8 tỷ nó rất là thấp đúng không ạ? Nhưng đương nhiên thì cái đấy thì anh lại được ở đấy thì thôi mình không nói, thôi mình tính từ giá đất đi. Từ 2.2 tỷ mà mình bán ở khoảng 4.8 tỷ thì cái lợi suất đâu đó cũng chỉ có 8% một năm. Nên thực ra cái yield của đương nhiên là sẽ còn tùy theo vị trí nữa, có thể những vị trí những anh chị nào mà cái khả năng nhìn cơ hội bất động sản mình rất là tốt ấy thì có khi anh chị vẫn có thể phân bổ một phần thôi, nhưng mà mình vẫn nên ưu tiên cái kênh mà sinh lời tốt đấy. Nhưng những anh chị mà chưa hiểu về đất ấy, mình không có kinh nghiệm ấy, thì mình nhìn cái đấy tức là đâu đó yield đâu đó chỉ khoảng 8% thôi mà việc bán rất là khó nhé, việc bán rất là khó đấy. Thì đấy quan điểm của Tuấn chia sẻ một chút thôi, là mình nên dựa trên những cái gì mình giỏi nhất, mình tốt nhất. Nhưng mà nói như Tuấn thì có một điểm là mình phải tách bạch ra cái việc là nhu cầu để ở nó khác và cái việc là đầu tư. À không, đúng, xong khi anh mà bán mình hết mua mà. Mua một không, vì đầu tiên là anh mua một miếng đất, anh xây nhà, anh ở đây là nhu cầu đó mà. Ừ. Khi nào anh mua cái miếng đất thứ hai ấy thì đấy mới là đầu tư, đúng không? Cũng, thì cũng đúng, nhưng mà cái vị trí anh nghĩ là vị trí rất là hot ấy. Tức là ngày xưa ấy. Thực ra thì mình nghĩ là cái đất đai hay cũng giống như cổ phiếu, nó sẽ có cần một cái kiểu như là cái nhìn là dài hạn. Và nó đôi khi là nó cần cái kiến thức nữa. Đúng rồi, chuẩn. Chứ cần kiểu là cũng muốn mua đất đấy, nhưng mà nếu mà mua vị trí lệch hơn một chút, hay đúng là đúng. cũng đầu tư vào chứng khoán, mua cổ phiếu khác, thì cái yield sinh lời nó khác rồi. Đúng rồi. Thế nên là nhà đầu tư cần phải lựa chọn rất là kỹ cái cổ phiếu mình định mua chẳng hạn, nếu là mua cổ phiếu. Còn nếu như mà lựa chọn chứng chỉ quỹ đầu tư chẳng hạn, mình cũng cần phải nhìn rất là kỹ cái performance, tức là cái hiệu suất của họ trong khoảng nhiều năm qua, thì trước khi đưa ra cái quyết định thì nó sẽ là hợp lý hơn. Tóm lại là dù đầu tư gì thì mình cũng phải hiểu nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì mình đưa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thì nó cái độ rủi ro nó thấp hơn, cái tỷ suất sinh lời đâu đó là cao hơn. Thì vì vậy mà khi mà nhà đầu tư đưa ra quyết định để quyết định đầu tư tích sản vào một loại tài sản nào đấy thì nhà đầu tư cũng phải tùy thuộc vào cái quãng thời gian thị trường lúc đó ra sao và cái cách phân bổ các loại tài sản, tỷ trọng phân bổ như thế nào thì sẽ tạo ra những cái hiệu suất khác nhau. Chính vì vậy mà cái việc lựa chọn các loại tài sản để đầu tư rất là quan trọng. Nếu như nhà đầu tư chuyên nghiệp họ đã có rất nhiều kiến thức trên thị trường rồi thì có thể đưa ra quyết định đầu tư riêng của mình. Có những nhà đầu tư mà chưa có nhiều kiến thức, chưa đủ tự tin để tự mình đầu tư tích sản thì có thể nhờ đến các nhà tư vấn Wealth Advisor hoặc là Financial Health Coach có thể tư vấn cho bạn và đồng hành với bạn để tạo lập cái thói quen tích sản này. Và các chuyên gia người ta cũng nói rất là nhiều về việc mà tích sản vào cổ phiếu, thì Duyên cũng có backtest những cái cổ phiếu trong vòng 10 năm. Nếu như nhà đầu tư có tích sản đều đặn, mỗi tháng bỏ ra 2 triệu để đầu tư vào những cổ phiếu blue chip thì sẽ thấy được những cái lợi nhuận. Thì ở đây thì có RE là 19.8, cái trên cùng là Hòa Phát là khoảng hơn 20%. Chưa hiện hết đâu, Duyên vâng. Thêm. Đó. Thì có thể thấy là cổ phiếu HPG trong vòng 10 năm thì sẽ mang lại lợi nhuận là 20.5% trên một năm. Hay là cổ phiếu RE đầu tư định kỳ thì có khoảng là 19.8%. Cổ phiếu PNG thì có lợi nhuận là 17.1% một năm. Hay là cổ phiếu GM GMD thì mang lại lợi nhuận là 12.8%. Như vậy là với cái việc mà đầu tư tích sản đều đặn này sẽ mang lại cho quý nhà đầu tư cái mức lợi nhuận rất là lớn để nhà đầu tư có thể xem xét để lựa chọn cái phương án tích sản đầu tư này. Hay là cái backtest về đầu tư vào quỹ VNDAP của anh Hoàng Cao thì trong vòng đây là kết quả trong vòng 5 năm thì cũng mang lại được cái lợi nhuận là 12%. Khi mà quý nhà đầu tư có một cái lưu ý là cái này là 5 năm còn cái kia là 10 năm. Đúng. Thì 10 năm là nó ở cái giai đoạn mà kiểu khi mà giá cổ phiếu nó ở vùng thấp hơn rất là nhiều. Cho nên thành ra là nếu mà mình nhìn ở đây mình sẽ thấy là tự dưng là lợi nhuận nó hơi lệch nhau ấy. Nhưng mà thực ra nó sẽ không chuẩn lắm đâu. Đấy, nghĩa là
cái này 12 thôi, nhưng mà bây giờ 5 năm vừa rồi nó rất khác so với cả việc là mình backtest 10 năm. Mình nên cho hết quy về quy chuẩn 5 năm rồi là 10 năm. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Và còn dựa vào cái thời gian mà nhà đầu tư đưa ra để tích sản, trong thời gian bao lâu thì sẽ có cái mức lợi nhuận tùy thuộc vào đó nữa. Vậy thì triển vọng trong 10 năm tới cho các hình thức đầu tư tích sản thì các nhà đầu tư có thể lựa chọn những loại tài sản nào? Thì các chuyên gia có thể chia sẻ cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể tham khảo để họ đưa ra phương án đầu tư tích sản. Câu này mình nói nhanh, nãy giờ chị thấy mình cũng đề cập rất nhiều là hình thức rồi, truyền thống thì có cái gì, mà hiện đại thì mình có cái gì, chị thấy đề cập nhiều rồi đấy. Thì mình cũng có đề cập một chút là đến cổ phiếu và quỹ. Em cứ brief lại. Vậy thì cái nếu như nhà đầu tư có lựa chọn kênh cổ phiếu để đầu tư thì có ngành nào mà các chuyên gia có thể... Câu này chi tiết hơn này, mà nó sẽ cụ thể hơn, sát sườn hơn với cả những danh mục của một người. Đấy, tức là ngoài cái việc là có thể mua một phần chứng chỉ quỹ nhé, thì là ủy thác cho một đơn vị chuyên nghiệp làm, thì các nhà đầu tư hoàn toàn là nên thiết lập một danh mục để tự đầu tư. Thế thì đầu tư những cổ phiếu như thế nào thì rõ ràng là nền kinh tế chúng ta vận hành như thế nào thì chúng ta cũng vận hành cái danh mục đầu tư như vậy. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ là cái danh mục đầu tư chắc chắn là sẽ tăng trưởng rất là tốt, gấp từ 2 cho đến 3 lần so với cả mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là chuyện bình thường. Thế thì rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam cái đầu tàu tăng trưởng nó kéo nhiều nhất là tiêu dùng. Thứ nhì đấy là đầu tư công xây dựng hạ tầng, bởi vì chúng ta đi từ cái việc tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam nó chỉ khoảng 30-mấy% thôi. Số gần đây tôi nhớ không nhầm là 37-38% gì đấy. Thì nhưng mà so với những nước trong khu vực, ví dụ Singapore không nói 100%, nhưng mà những cái nước như là Malaysia hay là Indonesia, Thái Lan thì cao hơn chúng ta rất là nhiều. Trung Quốc cao hơn rất là nhiều. Những nước châu Âu đương nhiên, Mỹ cao hơn. Thế thì tức là trong quá trình đô thị hóa tăng lên thì cái việc đầu tư hạ tầng cũng sẽ tăng lên. Đấy, thế thì chúng ta đã đảo đến hai ngành. Thứ nhất là tiêu dùng, thứ hai là liên quan đến vật liệu xây dựng của đầu tư công, là những cái ngành rất là hot. Thế thì trong ngành tiêu dùng thì tôi mạnh dạn đưa ra những cái cổ phiếu đầu tàu về hiệu suất sinh lời, cũng như là có cái ban quản trị luôn đồng hành cùng cổ đông và cái cơ cấu tài chính an toàn, đấy là MWG, Mobile World, P&J. Còn ngành đầu tư công thì chúng ta có Blue Chip, thì chúng ta sẽ có Hòa Phát hoặc là Hoa Sen. Còn về mặt cái ngành thứ ba ở đây muốn đề cập đến thì chính là ngành ngân hàng hoặc là ngành tài chính. Thì trong những ngành tài chính thì có rất nhiều ngân hàng có hiệu suất sinh lời ROE là cao hơn 15%, thì các bạn có thể lựa chọn một ngân hàng bạn yêu thích đầu tư. Thì tôi xin đề cập nhanh ba nhóm ngành này, nhường lại phần này cho anh Tuấn. Thì cũng đồng quan điểm anh Hoàng thôi, thì Tuấn thì thêm một vài cái nữa, góc nhìn nữa, tức là người ta ngành nào cũng sẽ có cơ hội. Việt Nam mình, Tuấn thì đang suy nghĩ những cái ngành mà nó là lợi thế của Việt Nam, ví dụ như là Việt Nam mình cái ngành mà mình rất là mạnh, nếu như tính mấy năm gần đây mình cộng lại hay những năm trước mình nhìn ấy, thì những ngành xuất khẩu lớn nhất Việt Nam là cà phê tiêu điều, nghe có vẻ rất là tiêu điều đúng không, nhưng mà có một cái ngành nó, ví dụ như ngành cà tra xuất khẩu chẳng hạn, thì cà tra của mình đang là chiếm về sản lượng sản xuất nhé, là chiếm đến 65% của thế giới, và sản lượng mà xuất khẩu, tức là xuất khẩu các thị trường ấy, là chiếm 80% thế giới, tức là đâu đó các thị trường khác họ tự làm và họ tự tiêu dùng trong nước. Thì đấy là một cái lợi thế. Thì tôi nghĩ rằng là trong các ngành thì ngành thủy sản cá tra tức là một ngành khá là hấp dẫn để theo dõi trong dài hạn, bởi vì họ là những cái ngành mà đem lại ngoại tệ cho Việt Nam. Thì ngoài ra thì Tuấn cũng rất là thích những ngành như kiểu tiêu dùng bán lẻ như anh Hoàng vừa nói, hay là ngành ngân hàng, đó là những cái ngành mà cốt lõi của Việt Nam. Chị Hiền có đề xuất gì về cái này không? Cái ở đây mình đang nói 10 năm à? Vừa nói là câu chuyện 10 năm. 10 năm thì rất khác nhá. 10 năm chỉ kiểu nếu mà nói câu chuyện 10 năm thì mình phải nói chuyện khác. Vì như anh Hoàng nói thì cái đầu tàu kinh tế của Việt Nam nó đến từ một là tiêu dùng. Nhưng mà chỉ khác anh Hoàng ở chỗ là nếu mà nhìn 10 năm thì thứ hai phải là sản xuất.
Chứ còn kiểu nhìn đầu tư công thì nó sẽ ngắn quá, đầu tư công chắc 2-3 năm tới ngắn hạn thôi. Thì về trong sản xuất, thì trong sản xuất thì hiện tại thì cái xuất khẩu nó đang là 9 cái ưu thế. Tuy nhiên là những năm qua thì mình toàn chỉ nhìn thấy xuất khẩu thiên hướng là do kiểu như là được dẫn đầu bởi các nhóm FDI thôi, vì kiểu như Samsung hay LG nó quá to. Mình không nhìn đến cái câu chuyện là sản xuất của tư nhân, vì mình nhìn thấy cái sản xuất tư nhân nó càng bắt đầu nó đâu đấy, nó bắt đầu nó chớm nở, nó theo cái sự phát triển của tức là khi mà làn sóng mà chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam ấy, thì đâu đó là cái sản xuất Việt Nam nó cũng được hưởng lợi, nó ăn theo cái trào lưu đấy. Mình nhìn thấy Hòa Phát mở rộng công suất này, mình nhìn thấy VinFast này, hay là dệt may mình cũng nhìn thấy, mặc dù trong cái thời gian qua thì ngành dệt may là ngành mà bị ảnh hưởng cũng khá là nặng, nhưng mà nếu mà hôm bữa chị xem cái kết quả cái 9 tháng ấy thì thấy cái capex là cái chi phí mở rộng tức vẫn tăng, có nghĩa là đâu đấy là trên quy mô lớn là vẫn có cái sự là mở rộng về mặt công suất bất chấp là Covid. Cho nên là chị nghĩ là về nếu mà nhìn 10 năm ấy, thì cái phần mà sản xuất mà từ tư nhân ấy, nhóm tư nhân ở Việt Nam ấy, là nhóm là hết sức có tiềm năng. Về tiêu dùng thì câu chuyện tiêu dùng thì nó khá là firm, rất là rõ ở chỗ là đi theo với cái việc mà tăng thu nhập của mình thì là tiêu dùng chắc chắn là sẽ tăng thêm. Còn về cái câu chuyện nông nghiệp ấy, thì chị nhìn khác một chút, chị lại kỳ vọng vào những cái doanh nghiệp mà nó áp dụng cái công nghiệp sạch ấy, nông nghiệp sạch ấy, công nghệ cao ấy. Thì chứ còn nếu mà nó chỉ kiểu như là đánh bách hay là chế biến mà thô sơ ấy thì nó rất là khó mà đi đến câu chuyện 10 năm được. Thì ví dụ như là ok, ngành cá tra thì hiện tại mình đang là số 1 thế giới, nhưng mà 10 năm mà mình cố gắng là mình sao mình giữ được cái mức độ tăng trưởng thì mình phải chuyển dịch sang một hướng khác. Mà những cái doanh nghiệp nào mà thực sự là phải áp dụng công nghệ cao này, áp dụng quy mô 3F này, 3F là farm, feed và food, thì đấy là mới thực sự là những doanh nghiệp mà được hưởng lợi và như là có cái sự phát triển tốt trong vòng 10 năm. Anh Duy có quan điểm gì về kinh tế sáng không? Ví dụ như anh thì anh thấy là nếu mà trong 10 năm tới thì nghĩa là mà mình đang đầu tư tích sản thì nghĩa là mình nhìn vào một thứ là rất là dài và nó cần phải ổn định. Và hơn thế nữa thì là anh thì anh đang tư duy theo cái kiểu là như anh thì là chắc chắn là anh sẽ phải đầu tư vào cổ phiếu, và khi mà đầu tư 10 năm này thì anh phải nhìn xem là cái chu kỳ kinh tế hiện tại là đang như thế nào, thì là nó đang ở giai đoạn nào. Thì đây là quan điểm của anh thôi, thì anh đang nghĩ là bởi vì sau Covid thì là mọi thứ là nó đều đã bị giảm rất là nhiều rồi, thì thành ra là các thứ là nó cũng nghĩa là cái sức khỏe tài chính của cả doanh nghiệp, của cả nền kinh tế Việt Nam là đã được thử thách qua một lần rồi và nó vẫn đang tồn tại trở lại. Thì anh nghĩ đây là cái giai đoạn đầu tiên mới của một chu kỳ kinh tế mới. Chính vì như thế cho nên là thành ra là mình có thể mạnh dạn đầu tư vào cổ phiếu. Và bởi vì do mình đang đầu tư tích sản 10 năm và mình cũng đang chưa biết là mọi thứ nó sẽ thế nào ấy, thì thành ra là anh nghĩ là nếu mà mình không có nhiều thời gian để phân tích cổ phiếu thì hoàn toàn có thể là tích sản vào một cái ETF VN30 hay ETF VN100. Và như thế là mình sẽ mình sẽ đa dạng hóa được danh mục của mình. Và mình sẽ không phải suy nghĩ nhiều về việc là bây giờ ngành nào sắp tới sẽ được hưởng lợi. Và như vậy thì mình sẽ có một cái tích sản, mình sẽ tự tin vào cái tích sản của mình để nắm giữ lâu dài. Đấy, thì đấy là quan điểm của anh. Thì từ những cái quan điểm của của các chuyên gia thì cũng đưa được cho quý nhà đầu tư những cái kênh để nhà đầu tư có thể lựa chọn để đầu tư tích sản. Ví dụ như là anh Hoàng Cao thì còn đưa ra quý nhà đầu tư có thể lựa chọn các cổ phiếu của ngành tiêu dùng như là mã MWG hay là P&J. Hay là về đầu tư công thì có thể là HPG hay là HSG. Và ngành ngân hàng tài chính thì lựa chọn những cái ngân hàng mà có ROE lớn hơn 15. Còn của anh Tuấn thì là có thể là vào ngành cá tra. Và cũng đồng quan điểm với anh Hoàng là vào ngành tiêu dùng và đầu tư công. Không, tiêu dùng và ngân hàng. Tiêu dùng và ngân hàng. Còn của chị Hiền thì chị Hiền có đưa ra là ngành sản xuất, dệt may và nông nghiệp.
và có cả ngành tiêu dùng, đồng quan điểm với anh Tuấn và anh Hoàng nữa. Nông nghiệp nó là lĩnh vực rất là lớn. Còn anh Duy thì có đưa ra quan điểm đấy là trong cái thời kỳ này thì nhà đầu tư mà không có quá nhiều thời gian hay là không nhiều kiến thức để xác định cho mình cái kênh tài sản đầu tư thì có thể đầu tư tích sản vào các kênh ETF VN30 hoặc là ETF VN100. Vậy thì chúng ta cũng đã hiểu được về cái tại sao phải nên đầu tư vào kênh nên đầu tư tích sản và các kênh tài sản mà nhà đầu tư có thể lựa chọn để mình có thể phân bổ tài sản vào đây để tích sản trong thời gian dài, trong thời gian trong tương lai. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng vì thời gian cũng không còn nhiều nữa, đó là phần Q&A, các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi thứ nhất đó là các chuyên gia chia sẻ về xu hướng đầu tư trong thời gian tới, chứng khoán tăng, lãi suất giảm, vàng cũng khá cao so với nền giá 2019, bất động sản đã nóng. Thì với câu hỏi này thì trong chương trình, trong lúc mà thảo luận thì các chuyên gia của chúng ta cũng đã trả lời câu hỏi này rồi. Xin phép được chuyển sang câu hỏi thứ hai đó là một người hỏi về bất động sản, triển vọng ngành bất động sản. Có một câu hỏi đó là hỏi về triển vọng của ngành bất động sản, thì không biết là bạn đang hỏi để đầu tư tích sản hay là sao thì cũng không rõ. Cái là một cái hai view khác nhau. Nếu mà nhìn chung ngành bất động sản thì như mình đã biết thì mọi người biết thì 2 năm qua, năm 2019 đến 2020 thì ngành bất động sản khá là gọi là ám đạm. Ở đây nó xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là do cái nút thắt về vấn đề pháp lý và cấp phép cho các dự án mới, thì nó làm giảm cái nguồn cung. Và thứ hai nữa là do cái việc mà càng lúc càng thắt chặt về vấn đề tín dụng, thì nó sẽ làm cho cái vốn mà chảy vào thị trường bất động sản nó không nhiều. Tuy nhiên thì cái điều này nó thể hiện qua con số là 9 tháng vừa qua thì cái nguồn cung cũng như là cái giao dịch thành công thị trường bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh nó giảm khoảng gần là 50%, trong khi ở Hà Nội thì giảm đâu đó ít hơn. Cho nên là nhìn về năm 2021 thì 2021-2022 thì thứ nhất là mình xem thế là hai cái nút thắt nó được tháo gỡ chưa. Về vấn đề pháp lý thì thực sự đến tại thời điểm này thì vấn đề pháp lý về các việc cấp phép của dự án mới thì nó cũng chưa được là thông suốt và nó vẫn là đang tắc nghẽn. Tuy nhiên là nếu mà nhìn về vấn đề tín dụng thì mình nhìn thấy ở chỗ là thứ nhất lãi suất thấp, lãi suất đang ở mức rất là thấp thì nó cũng hỗ trợ cho cái việc là nhà đầu tư tự tin hơn trong việc ra quyết định mua nhà. Và thứ hai nữa là trong lúc mà thanh khoản còn nhiều như thế này thì có rất là nhiều dư địa cho các ngân hàng. Hiện nay cái dư địa cho các ngân hàng mà đẩy mạnh việc cho vay. Còn nhìn về phía cầu thì mặc dù mình nhìn thấy là 9 tháng qua mặc dù là cái lượng cung nó giảm nhưng mà cái lượng cầu không hề giảm, tức là cái tỷ lệ hấp thụ thì đâu đó là gần 100%, có nghĩa là cái nhu cầu mua nhà của người dân còn rất là lớn. Cái nhu cầu về mặt tách hộ hay là cái nhu cầu về mặt, thậm chí là nhu cầu về mặt đầu tư nó khá là lớn. Do đó mình, và cái này nó cũng còn thể hiện qua cái việc là giá bất động sản 9 tháng vừa qua thì nó có xu hướng là tăng lên ở tất cả các phân khúc, kể cả đất nền cũng như là căn hộ. Mà ở đây mình chưa nói tới là loại bỏ các yếu tố là tăng nóng ở một số khu vực nhé. Mình nhìn chung là đất nền và căn hộ và nhà ở đều tăng ít nhất là khoảng từ 2-5% 9 tháng qua. Như vậy nhìn chung lại là cái nhu cầu và cái giá nó vẫn còn rất là tốt cho thị trường bất động sản trong năm 2021. Về cái kênh bất động sản thì tôi cũng có ý kiến như này. Tức là nếu như mà coi đây là ngôi nhà thứ nhất thì luôn nên mua lúc nào cũng là nên hết với mọi người. Đấy, an cư thì mới là nghiệp, đấy là cái văn hóa của Việt Nam. Còn nếu như mà là ngôi nhà thứ hai trở đi, đúng không ạ, là đầu tư
thì chúng ta lúc đấy phải cân đo đong đếm. Thì rõ ràng là trong cái mùa Covid này là chúng ta có thể thấy rất là rõ là cái lợi suất thu được từ tiền cho thuê là sụt giảm. Nó dẫn đến là cái áp lực là nếu như mà cái giá cho thuê không phục hồi trở lại cái mức cũ thì dần dần là cái giá bất động sản sẽ khó tăng hơn. Thế thì nếu như mà suy nghĩ là kênh đầu tư thì phải cân nhắc kỹ lưỡng về cái triển vọng phục hồi giá cho thuê những cái bất động sản đấy, hoặc là tăng giá thì liên quan đến hạ tầng, tức là đường khu đấy nó có mở hay không, hay là khi nào thì đầu tư, khi nào thì đường mới được khởi công, rất nhiều yếu tố. Đấy là ngôi nhà thứ hai, còn ngôi nhà thứ nhất thì luôn nên đầu tư. Nhưng mà cái tỷ suất cho thuê hiện tại nó vẫn cao hơn là tỷ suất gửi tiết kiệm nhá. Mình đừng so sánh tỷ suất cho thuê với lại cái lãi suất cho vay, không ai vay để mà cho thuê cả, đúng không? Đúng. Thì đây là hiện tại sao cái tỷ suất cho thuê nó đâu đó là khoảng tầm 5% thì vẫn cao hơn là lãi suất tiết kiệm. 5% là rất là cao rồi đấy. Ừ, còn như ở miền Bắc thì theo như em thống kê thì nó sẽ quanh quẩn khoảng 3,5 gì đó đến 4%. Còn nếu như mà trong Sài Gòn thì những vị trí rất là hấp dẫn như quận 2 hay là những cái quận Tân Bình thì cái tỷ suất cho thuê nó khá cao. Có một lời khuyên, trước là Tuấn cũng có một anh bạn là môi giới, anh khuyên nếu như mà mua bất động sản mà để đầu tư ấy thì đây là lời khuyên đấy nha, còn Tuấn chưa đầu tư cũng không rõ lắm, là cái lợi suất mà để được ổn ấy là bao giờ nó phải có yield từ thuê nhà, còn nếu chỉ mua mà để nó tăng giá thôi ấy, thì nó rất là thấp, thậm chí còn thua cả tiết kiệm. À, bảo qua thua tiết kiệm là hơi quá, nhưng nó chỉ ngang tiết kiệm thôi, nó chỉ hơn ở chỗ là một là anh sử dụng đòn bẩy, nếu như anh có thể đòn bẩy giá thấp, vốn đòn bẩy giá thấp, hai là anh phải có cái yield từ tiết kiệm, tức là từ cái lãi suất cho thuê. Còn nếu như mà anh chị em mà không có cái kinh nghiệm mà bất động sản mà cứ nghĩ là mua bất động sản sẽ thắng ấy, thì thông thường là cái đấy rất rủi ro. Đấy, nói câu chuyện nói trong dài hạn ấy. Thì nói chung là tóm lại là một là nên có vốn giá thấp, tức là vốn vay giá thấp. Hai là nên có tiền từ cho thuê nhà. Đấy là hai điểm quan trọng khi đầu tư bất động sản. Chúng tôi đến với câu hỏi thứ 3. Chắc là đây sẽ là câu hỏi cuối cùng bởi vì thời gian của chương trình cũng không còn nhiều. Câu hỏi thứ 3 đó là câu hỏi này chắc là dành cho anh Hoàng Cao. Đó là nhóm ngành ngân hàng thì nên lựa chọn ngân hàng nào, cổ phiếu ngân hàng nào? Thực ra câu này chị Hiền phải trả lời mới đúng, bởi vì trước đây chị Hiền cover rất là kỹ từng ngân hàng một. Thì tôi cũng xin đại diện là gần đây thì bộ phận phân tích của VnDirect thì cũng có ra báo cáo là với một số ngân hàng outperform, đúng không? Trong đấy có VIB, Techcombank, còn gì nữa không chị Hiền nhỉ? Thật nói chung là cứ đầu tư vào những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt. Nếu như mà để suy nghĩ theo phương hướng tích sản, tức là không quan tâm đến chu kỳ giá, nó có thể nằm, giá cổ phiếu có thể nằm ở vùng thấp tương đối lâu, nhưng mà sau 2 năm nằm ở vùng thấp thì năm thứ 3 lại bật lên ở tạo một mặt bằng giá nó cao hơn rất nhiều và cứ ổn định vùng đấy, thì tức là để tránh cái yếu tố đó thì chúng ta hoàn toàn về tích sản những cái doanh nghiệp, những cái ngân hàng mà có cái mức tăng trưởng nhanh hơn trong nền kinh tế. Tuy nhiên thì còn rất nhiều yếu tố khác liên quan đến chất lượng tài sản, liên quan nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Thì trước đây chúng tôi, những thành viên trong panelist cũng đã có những cái thảo luận rất là kỹ, đúng không? Thì có những người có những đưa ra quan điểm rất yêu thích, ví dụ như ngân hàng ACB. Thì ACB chẳng hạn thì là một ngân hàng có cái chất lượng tài sản an toàn, nhưng mà lại sức tăng trưởng lại không phải là thuộc nhóm đầu. Hay đánh đổi ngược lại thì nhóm tăng trưởng mạnh thì là Techcombank, nhưng mà chất lượng tài sản thì rõ ràng là không thể an toàn như ACB được. Thì đôi khi chúng ta vẫn phải lựa chọn một nhóm các ngân hàng thì đầu tư vào. Nếu mà đầu tư vào ngân hàng thì tôi khuyên là nên đầu tư vào ETF của nhóm tài chính, hoặc là ủy thác cho mua chứng chỉ quỹ thì tốt hơn.
Như vậy thì thời gian của chúng tôi cũng không còn nhiều, và có một quý nhà đầu tư có để đặt câu hỏi, đó là nếu chưa từng đầu tư cổ phiếu và chứng khoán thì có cách nào để tìm hiểu hoặc là có đơn vị đồng hành hay không? Thì trong quá trình trao đổi giữa các panelist thì có nói là nếu như mà quý nhà đầu tư không có thời gian hay là chưa có kiến thức về đầu tư thì quý nhà đầu tư có thể nhờ đến các nhà tư vấn hay là ủy thác để đầu tư chứng chỉ quỹ, hoặc là nhờ đến các financial health coach có thể đồng hành cùng với quý nhà đầu tư trên cái con đường để đầu tư tích sản hay là xây dựng sức khỏe tài chính an tâm đầu tư. Vậy thì trong cái chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì cùng với cái thời kỳ lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng giảm và cái nhu cầu gia tăng tài sản đầu tư của quý nhà đầu tư rất là lớn, chính vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng lên cho quý nhà đầu tư tháp tài sản, và trong đó có 3 tầng tài sản. Thứ nhất đó là tài sản phòng vệ. Đây là tầng tài sản giúp cho quý nhà đầu tư xây dựng cho mình cái nền móng vững chắc hay là cái bệ phóng trong tài chính. Tầng thứ hai đó là tầng xây dựng tài sản đầu tư tích sản mà hôm nay các panelist của chúng tôi có trao đổi và chia sẻ, đưa ra những lợi ích hay là những kênh tài sản mà quý nhà đầu tư có thể tham khảo. Và thứ ba đó là đầu tư cơ hội. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã đón xem, lắng nghe, trao đổi với chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.